Thì hiện tại bây giờ em đang ở tại đây là bệnh viện lao phổi, sát bên bệnh viện tâm thần ở tại tỉnh Vĩnh Long. Chị Huệ Vân ở tại bên Mỹ có gửi về cho em là 2.500 đô la. Thì em đã đổi vào hồi trưa ngày hôm nay với tỷ giá 2.500 đô la, em đổi được là 59 triệu 025 ngàn. Và với tỷ giá 100 đô la là 2 triệu 361 ngàn để hỗ trợ cho những hoàn cảnh mà đang khó khăn trong cái việc mà điều trị viện phí. À, và là bệnh viện này thì bây giờ chỉ còn là bệnh viện phổi thôi, ở tại ấp Hưng Quế, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cô chú anh chị có thể xem ở đây ha. Mình cũng có danh sách những cái bệnh nhân mà đang điều trị bệnh lao và bệnh Dạ. phổi tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn Dạ. thì rất là cần sự hỗ trợ của cộng đồng và các nhà tài trợ. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì sau khi mà em đã lên lầu 1 ha, cái khúc trên là khu hành chánh, thì khu này là khu điều trị. Dạ mời bác sĩ dắt em đi ạ. Khu này là khu gì bác sĩ? Khu điều trị bệnh nhân lao, Dạ. HIV lao kháng thuốc. Lao HIV, lao kháng thuốc. Dạ. Chị Huệ Vân ở Mỹ sẽ gửi đến anh là 5 triệu đồng. Dạ. Từ đó tới giờ thì có ai hỗ trợ cho anh như thế này chưa? Dạ chưa. À, vậy thì bữa nay khi mà anh nhận được phần quà này thì anh cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Mừng. Dạ. Anh có biết là hôm nay là mình sẽ may mắn nhận được cái phần quà như thế này không? À, em cũng biết. Dạ. Thì anh nhắn gửi gì với cô Huệ Vân hay không? Dạ, ở tại Em Mỹ nay hỗ trợ cho anh như thế này. nhà máy quay này. Dạ đây, cô Huệ Vân ở ở đây nè. Biết nói chừng mừng quá. Dạ. Dạ, anh xúc động cô chú anh chị. Dạ rồi, con chào ngoại nha. Dạ. À, ngoại tên gì? Dạ Hồ Kim Quang. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi mày? Dạ 74. Dạ, này là con trai của ngoại hả? Dạ, con trai thứ hai. Thứ hai, ngoại có bao nhiêu người con? Dạ, ba đứa. Dạ, còn bây giờ thì ngoại cho anh ăn uống như thế nào? Dạ, ăn uống cũng bình thường, có gì cho ăn nấy. Dạ, nhưng mà ảnh có ngồi được không hay là ảnh chỉ nằm vậy rồi đợi ngoại đút? Dạ, nằm cái lúc trước đó thì phải đút lết không à. Dạ. Bị kháng thuốc đó rồi từ vô đây tới giờ khỏe đỡ đi đứng được. Dạ. Ăn tự do ăn được. Dạ. Bây giờ sức khỏe của ngoại như thế nào mày? Dạ. Bây giờ sức khỏe của ngoại như thế nào? Dạ cũng tôi nuôi nó tôi bị đây luôn á. Dạ. Dạ nhận được phần quà mừng dữ lắm nhưng rất cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Đã giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo. Dạ. Nghèo mà gặp thì mừng dữ lắm. Dạ, dạ là chị đi đứng lại là bằng cái cây này luôn. Dạ. Nhưng mà ngày trước thì chị đi đứng được không? Dạ, em đi bình thường tại vì em té gãy giò. À vậy hả? Em cái giò này em có tàu khờ 17 tháng. Dạ. Rồi sau rồi em làm vệ sinh em té cũng gãy cái giò này. Dạ. Rồi bây giờ mới té cũng cái giò này luôn. Vậy là chị bị sốt bại liệt hả? Dạ, em sốt bại liệt. À, chị bị sốt bại liệt ngay hồi nhỏ. Dạ. Dạ, mà gia đình của chị có anh chị em nào khác không? Em có người anh mà ở Trà Vinh á. Dạ. Còn cha mẹ của mình thì còn không ạ? Dạ cha mẹ em còn nhưng mà lớn tuổi rồi. Dạ. Và từ đó tới giờ thì có ai hỗ trợ chị cái phần quà để điều trị bệnh bao giờ chưa? Dạ chưa. Dạ. Thì hôm nay em cũng chia sẻ với chị ha. Em sẽ thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ sẽ có phần quà gửi tặng cho chị. Để làm chi? Để tiếp thêm cái nguồn năng lượng, động lực cho chị điều trị bệnh khỏe lại trong khoảng thời gian sắp tới. Tấm lòng của cô Huệ Vân ở tại Mỹ gửi tặng cho chị là 5 triệu. Dạ. Dạ. Chị nhắn gửi với cô không? Dạ, con cảm ơn cô đã hỗ trợ cho con để con có động lực mà sinh sống để nuôi con. Dạ. Chị ấy rất là xúc động, chắc có lẽ là do từ đó tới giờ đâu có ai hỗ trợ chị bao giờ ha. Dạ không có. Dạ, bởi thành ra khi mà bữa nay nhận được phần quà này là cảm thấy là rất là quý đúng không ạ? Dạ. Dạ, cũng hy vọng là với tấm lòng của Huệ Vân thì giúp cho chị nhanh chóng trở về gia đình của mình. Dạ. Rồi thì từ bữa tới giờ thì ai chăm sóc dì Bảy? Dì Bảy một mình nuôi dì Bảy một mình. Ủa rồi dì Bảy đi đứng không được rồi đi tiêu dì tiểu Bảy sao? à, trời ơi đi sáng đêm luôn, Bảy nhát cò cò bắp nhảy xong. Giờ dạ, là dì Bảy cò bằng chân chân nào? Ví dụ chân này nhức quá thì dì Bảy dở này lên vậy nè, dì Bảy à. Một giỏ ở đây à, rồi đi sáng đêm luôn. Dì Bảy đoán thử coi dì Bảy nhận được bao nhiêu? Nào giờ dì Bảy không có nhận được số tiền lớn gì đâu. Dạ sao dì Bảy biết con cho lên nhiều? Cái hai cái chân dì Bảy chân hết rồi. Dạ bây giờ không sưng con cũng cho như đó nữa. Dạ dạ. 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 Rồi dì Bảy đoán thử rồi dì Bảy nhận được nhiêu. Con không biết nhiêu à. Rồi thì con sẽ thay mặt cô Huệ Vân gửi tặng cho dì Bảy là 5 triệu đồng. Dạ. Dạ. Theo dì Bảy số tiền này nó lớn hay nhỏ? Dạ lớn á. Dạ vậy thì dì Bảy có nhắn gửi gì với cô Huệ Vân không? Dạ cảm ơn cô Huệ Vân nhiều dạ. lắm dạ. Dạ. Giúp đỡ trong hoàn cảnh dì Bảy đang khó khăn như thế này. Dạ. Dì Bảy dự ở định trong này ai cũng có người
thân nuôi nhưng mình vì vậy không có ai. Dạ. Có nghĩa là ông xã của mình bị bệnh không có nuôi được. Dạ. Còn con thì nó cũng đã... không có ai hết. Dạ. Con thì cũng theo bên bên chồng rồi ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ dì Bảy nghỉ ngơi nha. Dạ. Con hy vọng với số tiền của cô Huệ Vân cũng dạ. đỡ được cho dì Bảy trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Nói chung mỗi người thì sinh ra nó đều có một cái số phận nha dì Bảy. Dạ. Rồi dì Bảy gán mà vượt qua ha. Cái dạ. sự yêu thương của các y bác sĩ đây. Dạ. Dạ. Mỗi mổ ấy à. Dạ. Mỗi bị gì bác? Phổi có mũ. Dạ. À, dạ. À, là mình biết là mình đang ở chỗ này luôn. Dạ. Dạ. Ho đầu thấy dịnh vậy nè. À, dạ. Chứ không dịnh là ho đau chịu không nổi. Dạ, cho nó bớt đau ha. Dạ. Dạ. Thì bác thấy cái số tiền này đối với bác như thế nào ạ? Quý lắm. Dạ, bác nhắn gửi với cô Huệ Vân ở bên Mỹ không? Người ta tặng cho bác ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Huệ Vân. Dạ. Tôi rất cảm ơn nhiều. Dạ, bác ấy cũng rất là xúc động khi mà nhận được số tiền lớn như thế này. Dạ. Trong cái việc điều trị của bác. Dạ. Thì con hy vọng là với tấm lòng của cô Huệ Vân ha, dạ. cũng giúp cho bác đỡ được cái phần lo âu, dạ. lo lắng để tiếp tục điều trị nhanh về với gia đình. Dạ. Bác về rồi bác, nếu bác khỏe lại bác tiếp tục làm cái công việc này không? Làm nữa chứ. Vẫn làm nữa. Chứ không làm ra gì không. Mà vậy là nhà mình khó khăn dữ vậy luôn hả bác? Dạ. Lớn tuổi mình vẫn gắng mình làm. Vợ chết rồi. Ờ, à, dạ. Tới 11 đây thôi. Năm vỗ đó. Dạ, vậy là vợ của bác vừa mất. Dạ, do bị ung thư. Mất năm Covid. Dạ, dạ rồi. Rồi điều đó bị bệnh ung thư. Dạ. Tôi có mấy con ruộng tôi cũng bán, tôi lo cho nó hết rồi. Dạ, dạ. Bởi thành ra là giờ nếu mà có khỏe lại thì mình vẫn bán gán tiếp tục ha. Dạ. Bác có nghĩ là bác sẽ đổi nghề, bác chuyển qua mua bán vé số không? Bây giờ đi thì được, có nhà nước có cho xe lắc mà qua mấy dốc cầu xa cao đâu có lắc được. Bây giờ nếu mà con xin nhà hảo tâm hỗ trợ cho bác chiếc xe ba bánh điện, bác có thấy chiếc xe ba bánh điện không? Chưa thấy. Chưa thấy bao giờ đúng không? Dạ. Chiếc xe ba bánh điện đó thì bác chỉ cần lên ngồi thì bác lên ga thôi. Dạ. Nó như là xe máy vậy đó. Dạ. Nhưng mà bác không cần phải vô số gì đâu. Dạ. Thì bác có, nếu bác có nhận được cái chiếc xe đó thì bác có chuyển nghề không? Được. Để nếu bác đi bán vé số không? Có đó, đi bán vé số xong khỏe hơn. Dạ. Dạ. Đây là con thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ gửi đến cô nghe, cô cầm tiền được không? Dạ được. Dạ. Dạ. Bữa nay thì chị thấy mẹ của mình nhận được cái phần quà này thì chị cảm giác như thế nào? Dạ, thấy mẹ đỡ đi một phần lo trong cuộc sống này cũng khó khăn lắm. Dạ. Đó ngày lo chị bệnh không, không có làm được gì ra tiền hết trơn. Dạ. Em ở đây cũng cảm ơn cái gì ở bên Mỹ và dạ. cảm ơn mấy anh, mấy chị ở đây. Dạ. Để giúp mẹ em được như vậy em cảm ơn. Dạ, thì cũng hy vọng với tấm lòng của chị Vân ở Mỹ dạ. ha. Dạ. Giúp cho chị có thêm kinh phí để dạ. lo cho mẹ của mình. Dạ. Trong khoảng thời gian sắp tới ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Vân. Dạ. Vân là cảm ơn cô Vân nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô. Rồi cô nhanh chóng phục hồi sức khỏe dạ. nha. Để về bên gia đình nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Chào chị ha. Dạ.
Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023. Vậy là chúng ta đã bước qua tháng 8 rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ cùng mời cô chú anh chị cùng có một cái buổi từ thiện. Có thể nói là đây là lần đầu tiên, nó khá là lạ đối với em. Đây là lần đầu tiên em mới thay mặt nhà hảo tâm để gửi đến cho những hoàn cảnh, những hộ gia đình đang gặp khó khăn trong cái việc điều trị bệnh. Thì hiện tại bây giờ em đang ở tại đây là bệnh viện lao phổi, sát bên bệnh viện tâm thần ở tại tỉnh Vĩnh Long. Ở đây thì, dạ chào bác sĩ. Ở đây thì cô chú anh chị có thể thấy ha, cái khu vực này á, nó cũng khá là cách xa cái khu vực trung tâm. Ở đây ở huyện nào thì để ngồi em lại để em xem chi tiết nha cô chú anh chị. Thì bữa nay em chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em thay mặt chị Huệ Vân ở tại bên Mỹ có gửi về cho em là 2.500 đô la. Thì em đã đổi vào hồi trưa ngày hôm nay với tỷ giá 2.500 đô la, em đổi được là 59.025.000 và với tỷ giá 100 đô la là 2.361.000 để hỗ trợ cho những hoàn cảnh mà đang khó khăn trong cái việc mà điều trị viện phí, cũng như là những hoàn cảnh mà chưa có khả năng mua được cái thẻ bảo hiểm để được tiết kiệm cái tiền chi phí của chú anh chị ha. Thì trong ngày hôm nay là để thực hiện cái công việc này thì em có liên hệ với chị Loan ở bên Đồng Phú ở đây và để chi và để cho chị ấy có nhiều những cái mối quan hệ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng đã liên hệ với bác sĩ ở đây để đón em để vào hỗ trợ cho những bệnh nhân, những gia đình mà có hoàn cảnh đang khó khăn ở tại bệnh viện lao phổi. Dạ, chào bác sĩ. À, vậy là không còn chữ lao nữa hả bác sĩ? Dạ, đúng rồi, chữ lao thì người ta nhiều khi đang ngại thì không đến nhập viện ha. À, dạ. Thì mình lấy cái bệnh viện sau này đổi tên thành bệnh viện phổi. À, vậy là dễ tiếp cận. Dạ, vậy là bệnh viện này thì bây giờ chỉ còn là bệnh viện phổi thôi. Ở tại ấp Hưng Quế, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cô chú anh chị có thể xem ở đây ha. Dạ. Thì bữa nay thì mới có thể là biết được là bệnh viện phổi. Em có nghe nhiều nhưng mà em chưa có dịp mình đi đến đây. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, bác sĩ có thể cho em biết là mình tên gì không ạ? À, tôi là bác sĩ Quỳnh Thị Mỹ Tiên, dạ. Phòng kế hoạch tài chính và đầu tuyến của bệnh viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, vậy là hôm nay thì bác sĩ sẽ là người dẫn dắt em để đi hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở đây, đúng thì, không ạ? Theo cái thông báo của các nhà tài trợ thì dạ, mình cũng có danh sách những cái bệnh nhân mà đang điều trị bệnh lao và dạ, bệnh phổi tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì rất là cần sự hỗ trợ của cộng đồng và các nhà tài trợ. Dạ. Thì mình cũng có lập danh sách sẵn. Dạ. Đó là các đoàn, các anh chị có thể đến gặp tận giường bệnh của người bệnh để có thể phát trực tiếp cho người bệnh. Trời, vậy là quá tuyệt rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì mời bác sĩ dắt em vào ha. Dạ. Đây lần đầu tiên mới đi đến đây. Dạ. Các em có phải lên hầm hành chánh không hay lên thẳng bệnh nhân luôn? À, dạ, lên thẳng bệnh nhân luôn. Dạ. Để đeo khẩu trang vào. Dạ. À, vô đây thì chúng ta phải đeo khẩu trang nha cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, chị có rồi hả? Để có chưa? Để chưa, để em đeo vào. Em đeo đi. Để mình đi từ ở khoa phổi nha đi. Dạ. Dạ, khoa phổi khoa lao. Dạ. Để mình lên khoa lao trước. Vậy là chúng ta sẽ vào khoa lao với khoa phổi trước nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị đợi em chút xíu nha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì sau khi mà em đã lên lầu 1 ha, cái khúc trên là khu hành chánh thì khu này là khu điều trị. Dạ mời bác sĩ dắt em đi ạ. À, khu này là khu gì bác sĩ? Khu điều trị bệnh nhân lao, là dạ, HIV lao kháng thuốc. Lao HIV lao kháng thuốc. Dạ. Thì trong cái danh sách mình lập cho để mà hỗ trợ được này thì có những bệnh nhân bị lao kháng thuốc. Dạ. Lao kháng thuốc là thuốc nó không có hợp hay nghĩa sao? Nghĩa là bệnh nhân đã bị kháng các cái thuốc điều trị lao á. Dạ. Dạ. Ở đây là một giường là tại vì dạ một phòng được mấy giường? Một phòng thăm thuốc thì ít nhất người thôi. Dạ. Rồi mình có thể cho bệnh nhân 5 triệu ha, tại vì mình có 12 bệnh nhân á. Dạ, dạ được. 15 triệu ha. Dạ. Bữa nay thì em phát là 59.025.000. Nó cho 60. Báo cáo là 60.
Dạ rồi. Để chị cho cho bác nhân 5 triệu. Rồi, bây giờ hỗ trợ. Dạ rồi. Dạ rồi. Đây là phòng bệnh số 8. Đây là phòng bệnh của nhân Kháng Thuốc. Dạ, mình làm Kháng Thuốc. Mà đây là gần như là những hoàn cảnh khó khăn hay sao bác sĩ? Đúng rồi, bệnh nhân Kháng Thuốc thì đương nhiên là rất là khó khăn, tại vì người ta sẽ mất sức lao động. Dạ. Cái thứ hai là cái điều trị là Kháng Thuốc kéo dài, và nếu mà những người nào mà là Kháng Thuốc mới thì điều trị 9 tháng, còn những phát đồ sau thì có thể kéo dài 18 tháng. Dạ. Thì trong quá trình điều trị bệnh nhân sẽ bị tác dụng phụ của thuốc, đồng thời có thể mất sức khỏe và không có khả năng lao động. Dạ. Do đó trong cái bệnh lao thì cái gánh nặng là gánh nặng thảm họa, đó là một cái gánh nặng cho cộng đồng và cho bản thân người bệnh. Dạ. Là cái quá trình điều trị là phải tới vài tháng. Tới vài năm. Là 9 tháng hoặc là 18 tháng. Vậy là người ta ở trong đây suốt luôn? Không, người ta điều trị ở nhà, nhưng có vấn đề là phải ở nhà và không thể nào lao động được. À dạ. Có nghĩa trong cái khoảng thời gian lao động đó, trong khoảng thời gian điều trị là không thể lao động nặng. Đúng rồi. Dạ, là gần như không có thu nhập. Không có thu nhập và phải mất cái tiền để mà ăn uống bồi dưỡng rồi điều trị những cái tác dụng phụ của thuốc. Dạ. Em hiểu rồi. Dạ, đây giờ mình hỗ trợ là mấy Dạ. Cái sách. Sách mà bác sĩ Vy đọc sách tên gì đơn giản sẽ được. Đọc tên cho mọi người. Dạ, đầu tiên là tới bác sĩ hả? À, bác sĩ chứ ha. Anh Phạm Văn Phương Lâm. Phạm Văn Phương Lâm. Dạ đúng. Dạ. Dạ, nhìn anh ấy khá là ốm của chú anh chị ha. Ngồi dậy đi Lâm. Dạ. Anh Lâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh Lâm? Dạ, 35 tuổi. À, nhà anh ở đâu anh Lâm? Anh ở trên Thằng Hạnh. Dạ, anh nói chuyện như thế này thì anh có mệt lắm không? Mệt, tại dạ. Bệnh này nó mệt quậy. À, anh bị bệnh này bao lâu rồi? À, chị lần này nữa 3 lần rồi. 3 lần, trước lúc đó thì anh làm công việc gì để anh sinh sống? Cũng đi làm thuê vậy đó. Dạ. Làm hồ này kia đồ đủ thứ hết. Dạ. Nhưng mà anh phát hiện bệnh là từ năm mấy tuổi? Năm đó phát hiện mới có gần 30 tuổi rồi. Rồi lúc đó cái cảm giác cơ thể anh như thế nào mà anh biết mình bị bệnh? Bị ho ra máu. Ho ra máu. Dạ. Rồi cái đi khám. Rồi bác sĩ hô là bị lao. Dạ. Anh có gia đình vợ con không anh Long? Hai đứa con rồi. Dạ, con anh lớn chưa? Đứa nhỏ 6 tuổi, đứa lớn 11 tuổi, 12 tuổi chứ. Dạ, vậy là bây giờ nó cũng còn đang đi học hả? Chưa được đi học nữa. Dạ, từ đó tới giờ anh không có cho anh đi học luôn hả? Có, không có xin đi học mà cái bệnh gì nè rồi không có, kiểu như không ai lo được á, rồi dạ. Nghỉ ngang luôn. Dạ, rồi thu nhập của anh bây giờ là giờ anh làm công việc gì? Vợ em thì bưng phụ cà phê vậy đó. Ờ, vậy cũng đâu có nhiều tiền. Dạ đúng rồi. Mỗi lần anh đi điều trị như thế này thì chi phí tốn nhiều không anh Lâm? Cũng khoảng 2 triệu ngoài. 2 triệu ngoài. Uống, tính ăn uống rồi luôn, tiền dạ. Viện rồi luôn. Là anh có bảo hiểm không? Dạ có. Dạ, mà vẫn tốn cái tiền thuốc ngoài ha. Tiền thuốc với tiền ăn uống mình ăn mỗi ngày nữa. Dạ, dạ rồi, em hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với anh Lâm luôn ha. Em sẽ thay mặt chị Huệ Vân ở tại Mỹ hỗ trợ cho anh Lâm cái phần quà. Thì của ít nhưng mà lòng nhiều. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng đỡ được phần nào đó trong cái vấn đề mà chi phí điều trị cho anh. Thì chị Huệ Vân ở Mỹ sẽ gửi đến anh là 5 triệu đồng. Dạ. Từ đó tới giờ thì có ai hỗ trợ cho anh như thế này chưa? Dạ chưa. À, vậy thì bữa nay khi mà anh nhận được phần quà này thì anh cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Anh có biết là hôm nay là mình sẽ may mắn nhận được cái phần quà như thế này không? Dạ, cũng biết. Dạ. Thì anh nhắn gửi gì với cô Huệ Vân hay không? Dạ, ở tại Mỹ, nay hỗ trợ cho anh như thế này. Dạ đây, cô Huệ Vân ở đây nè. Biết nói chừng mừng quá. Dạ. Dạ, anh xúc động cô chú anh chị. Dạ, chắc có lẽ là với số tiền này đối với những bệnh nhân mà trong khoảng thời gian mình không có lao động được kinh tế đúng không anh? Dạ, là nó rất là lớn ha anh ha. Thì cũng hy vọng là với số tiền và tấm lòng cô Huệ Vân sẽ giúp cho anh nhanh chóng phục hồi sức khỏe của mình ha. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Em có biết nói gì, mừng quá. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúc anh phục hồi sức khỏe nha, trong thời gian sớm nhất. Dạ. Rồi, xin chào anh. Rồi, anh nghỉ ngơi ha. Dạ. Đến bệnh nhân thứ hai, chú Lê Văn Nhân ạ. Dạ. Rồi, con chào bác Nhân. Dạ, bác Nhân năm nay nhiêu tuổi rồi? Minh. Minh. À. Dạ chú Nhân là chú nào ạ? À? Dạ dạ, bác đợi con chút xíu nha. Dạ. Dạ được, dạ. Dạ rồi, con chào bác Minh nha. Chú
Lê Văn Nhân. À, bác Nhân. Dạ, bác Nhân năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 53. 53. Nhà mình đâu vậy chú Nhân? Ở phường 9. Phường 9. Chú ở đường nào? Chú là Bà Gòn. Đường Lộ Bà Gòn hả? Con ở đường Phạm Hùng. Dạ. Thì chú bị sức khỏe chú bây giờ như thế nào chú Nhân? Chú mệt lắm, bây giờ chú mệt lại. Dạ, chú mệt. Có nghĩa là chú thở ra thở vô nó mệt. Chú bị bệnh này bao lâu rồi? 57. 57. Là 17 năm. À. 2017. 2017, à 6 năm nay. Cái lúc đó thì chú triệu chứng như thế nào mà chú đi khám mới ra bệnh? Chú đi làm xây dựng á. Dạ. Chú mập lắm. Dạ. Mập cũng đô đô nhưng còn sao không như chú ốm, trời ốm. À. Cái người ta mới chú đi thử đường, chú bị đường nữa. Bị đường nữa. Rồi cái quay lại cái thử đàm. Dạ. Cái nó bị triệu chứng lao vô nằm. Vậy là chú cũng làm bên Phật Hồ. À, rồi sau đó bắt đầu là chú mập. Rồi bắt đầu đi khám mới ra là tiểu đường với sụt cân. Rồi mới bị vô đây. 6 năm nay thì chú tốn bao nhiêu tiền điều trị chi phí bệnh của mình? Chú giả chú lo chú không lượng được đâu. Tại vì chú khó khăn đó rồi, mượn rồi anh em cho rồi đó. Dạ. Rồi cho 500 triệu cho chú vô đây chú ở thôi. À dạ. Vậy là coi như là chú điều trị một lần như thế thì bao nhiêu ngày? Khoảng rồi trên 2 tuần thì 3 tuần có. 2 tuần hoặc 3 tuần. Mà cái chi phí mà thường thường mà điều trị thì chắc vợ chú trả ha? Chú trả, chú không hỏi. À, con chú bây giờ lớn hết chưa? Con chú giờ lớn rồi, con trai nó làm việc á. Dạ. Rồi nó mới bệnh ông bờ bị tai biến mới đầu. Trời ơi, mới vừa rồi mới làm đây khoảng 2 tháng mấy quay lại. Dạ. Thì chú vô buổi thứ 5 thứ 6 con trai chưa tai biến. Dạ, bị tai biến luôn. Dạ. Vậy là bây giờ bà xã chú làm công việc gì để có chi phí để lo cho chú? Bà xã bán bánh mì. Bán bánh mì. Thì sáng dạ. Bán 20 bộ cho rồi nó cũng bị khớp nhưng bữa nào cũng đi ấy. À. Bà xã chú bán mì không hay mì thịt? Mì thịt. À, mà bán ở khúc nào chú? Bán ở mà trên chỗ cái đường tên trong chỗ mà cái đường cây xăng của Trạc Ba vô chút xíu á, trên Tân Ngãi. Ở trên đó thì đâu có khách nhiều. Không khách nhiều. Bởi vì bán có 20-30 bộ vậy đó hả? Khu chung cư đó. Rồi để dành để lo điều trị bệnh cho chú. Dạ, thì cũng vất vả chú quá. Rồi chú có bảo hiểm không? Có, chú có bảo hiểm. Dạ. Mà con nghĩ thì đó cũng là một cái sự khó khăn ha. Thì hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ở bên Mỹ ha, cũng sẽ gửi tặng cho chú một phần quà để cho chú đỡ cái khoảng thời gian mà lo lắng về cái vấn đề chi phí trong việc mà điều trị bệnh của mình. Thì con thay mặt cô Huệ Vân cũng gửi tặng cho chú là 5 triệu đồng. Dạ. Từ đó giờ có ai tặng chú như thế này chưa? Không có. Dạ. Chủ yếu là nhận dạy sớm là cho tiền với rồi đầy đọa như thôi chứ không có. Dạ. Vậy là bữa nay khi mà chú nhận được cái phần quà này thì chú cảm giác như thế nào ạ? À? Chú thấy con gì là chú cảm ơn nhiều chú lắm mà đối với chú không giữ được cái này thôi. Dạ. Có vấn đề. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô Huệ Vân ở tại Mỹ thì gửi tặng đến chú. Dạ. Chú nhắn gửi gì với cô Huệ Vân không? Cô Vân ở bên Mỹ. Ở Mỹ trong cô Vân có lòng này nọ thương con cháu nhưng mà bệnh hoạn ổng thì hoàn cảnh khó khăn con cảm ơn có gì. Dạ. Không biết nói gì hơn. Dạ. Cũng chúc chú mau phục hồi sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, mà bác sĩ cái này là ghim này để làm gì bác sĩ? Cái đó là truyền dịch. Dạ. Cái này gọi là kim luồn để truyền sức khỏe. À dạ, là có nghĩa mình ăn không được mà mình truyền cái này rồi. Cái này là bệnh nhân thuốc thường là người ta truyền phụ và những cái đó làm giả rất là nhiều. Dạ. Vô thuốc để vô qua nước biển. À dạ. Cái kim nó để già để cho vô nước thì nước vô thuốc thì nước biển không phải tiêm chích đi chích lại nhiều lần. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Rồi, hơn chúc bác phục hồi sức khỏe nhanh chóng nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, chú Nhân. Dạ. Dạ, tiếp theo tới ai? Bệnh nhân tiếp theo là chú Lê Văn Phi ạ. Lê Văn Phi. À. Rồi, con chào chú Phi. Chú Phi năm nay nhiêu tuổi rồi? Nay 64 rồi. Dạ, nó không rớt đâu. Dạ. Rồi, chú Phi hình như là da của mình nó bị lão quá theo thời gian hay sao vậy chú? Bị tác dụng phụ bác sĩ. Điều trị thuốc nó vậy. À, là ngày trước là nó không có bị đen đen như thế này. Dạ, nhưng mà sau một khoảng thời gian là nó sẽ bị như thế. Thuốc nó dị ứng. Dạ. Rồi bác là điều trị bệnh của mình là bao lâu rồi? À, năm 2017 tới đây. Cũng là 6 năm. Ừ. Cái hồi trước thì bác còn khỏe thì bác làm công việc gì? Chạy xe ôm. Chạy xe ôm. À, quê bác ở đâu bác Phi? Ở Long Phước. Long Phước, Long Hồ. Ừ. Lúc đó thì một ngày bác chạy được bao nhiêu tiền? Khoảng chừng 100 mấy ngàn, 200 ngàn. Chắc là mình cũng chạy mối hả bác? Chạy không, đậu chạy nghiệp đoàn. À dạ. Rồi là trời cũng được 100 mấy thôi. Rồi khi mà lúc đầu mà bác phát hiện bệnh của mình là trong cái trường hợp nào? Bị đi mệt mệt đi khám rồi chụp hình cái bác sĩ vô bị lao. Dạ.
Có nghĩa là bác thở không được hay sao? Mệt. À, nhưng mà khi mà thở không được là bác nằm thở không được hay bác ngồi thở không được luôn? Nằm gì ngồi thở cũng mệt nha. Dạ. Rồi tối ngủ thì bác ngủ như thế nào? Cũng ngủ nằm vậy. À, nhưng mà cũng kê gối cao ha. Mà bác ngủ có ngon không? Không, khó ngủ. Dạ. Rồi thuốc vô này khó ngủ. Dạ, rồi sau đó mình mới đi khám. Thì mới ra, mới điều trị. Bác điều trị một lần như thế thì ở đây là bao nhiêu ngày? Nửa tháng, có khi trên nửa tháng. Dạ. Rồi thường thường cái chi phí như thế thì ở đâu mình lo bác? Ở nhà. Dạ. Nhà mình thì chắc cũng đang khó khăn hả bác? Cũng khó khăn. Dạ. Bác, gia đình con cái của bác lớn hết chưa? Cũng lớn hết rồi. Dạ. Út năm nay của 29 tuổi rồi. Dạ. Vậy là những người con của mình hùng lại để lo cho bác. Bà xã mình làm công việc gì bác? Trước bà bán giấy số. Dạ. Còn bây giờ? Giờ bà bị tiểu đường rồi, mệt bà cũng đâu đi nổi. Cũng không đi được luôn. Dạ. Giờ coi như là bây giờ bác gái cũng bệnh ha. Dạ rồi. Rồi thì hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ ha. Cũng sẽ gửi tặng cho bác Phi phần quà nha. Từ đó giờ có ai tặng cho bác phần quà như thế này chưa? Chưa. Dạ. Thì cô Huệ Vân cũng sẽ gửi tặng cho bác cái phần lì xì là 5 triệu. Dạ. Thì hôm nay khi mà bác nhận được cái phần quà này thì bác cảm giác như thế nào bác Phi? Rất là mừng, cảm ơn. Dạ. Bác nhắn gửi gì với cô Huệ Vân không? Ở tại Mỹ không? Con chị Vân rất nhiều. Dạ. Rồi con cũng chúc bác nhanh chóng hồi sức khỏe nha. Để về với gia đình mình nha. Rồi con chào bác. Dạ, tới ai ạ? Bác sĩ. Sẽ đến bệnh nhân tên Phạm Quốc Việt. Phạm Quốc Việt. Dạ. Dạ rồi, con chào chú Việt. Dạ. Chú Việt năm nay nhiêu tuổi rồi? 54 rồi. À, nhà mình đâu chú Việt? Ở Bình Tân huyện Bình Tân Quế. Xã Tân Quế, huyện Bình Tân. Dạ. Dạ. Chú Việt bị bệnh từ năm mấy tuổi? Bệnh lâu mà đi nặng không à, mới chị hồi năm rồi. Năm rồi. Thì lúc mà khi mà trước khi mà chú vô đây thì chú sức khỏe chú như thế nào mà chú? Nó yếu lắm. Có nghĩa là như chú ho nhiều hay ho là như thế nhiều. Nào? Rồi còn cái bệnh nào khác không? Ho nhiều nó mệt, nó sao ấy đi thử làm rồi biết lao. Dạ. Rồi nay xuống đây nằm. À dạ. Vậy là chú mới điều trị khoảng một năm nay. Dạ. Một năm nay thì chú vô trong bệnh viện này bao nhiêu lần rồi? Năm lần. Năm lần rồi. Dạ, một lần như thế thì chi phí của mình tốn hết bao nhiêu chú Việt? Cũng 1 triệu mấy kia. Dạ, nhưng mà trước khi mà chú bệnh thì chú làm công việc gì để chú sinh sống? Rồi đó thì đi làm hồ, làm thuê trên thành phố á. Dạ. Rồi lo làm, không lo bệnh. Dạ. Khi mà chú ngày xưa mà chú làm hồ á, là chú trộn hồ, trộn xi măng nhiều hay là chú làm bên cái khu gắn sắt? Xi măng nhiều ha. Dạ. Mà ngày trước chú có ốm như thế này không? Ốm cũng đỡ hơn này một chút. Dạ. Kể từ lúc bệnh thì bắt đầu cơ thể mình nó rút từ từ luôn ha. Dạ. Rồi ở đây là gia đình chú có ở nuôi chú không? Không, ở có mình à. À dạ. Con cái chú lớn hết không chưa? Không có vợ, không có con. À không có gia đình luôn. Cha mẹ chú còn không? Mất hết rồi. Dạ. Ủa rồi cái chi phí tiền điều trị thì ở đâu chú có? Như mình muốn đi nằm viện á, cái anh em ở sớm thêm nhau ngựa 100-200 gì đó. À. Cho đi nằm viện. Nhưng mà chú khám này là chú khám định kỳ hay là do là chú mệt quá chú mới đi khám? Mệt quá. À có nghĩa là trong một năm khi nào mệt thì đi khám thôi. À. Như xuống đây nằm thì từng hai tuần cái nó mệt rồi chạy xuống đây nữa. À dạ, có nghĩa là khi mà khỏe là về nhà, khi mệt bắt đầu vô tiếp. Dạ, vậy cũng vất vả cho chú ha. Dạ, thì hôm nay con cũng thay mặt cô Huệ Vân ha. Dạ, ở tại Mỹ cũng hỗ trợ cho chú một phần quà để chú đỡ cái phần mà lo âu trong cái việc điều trị bệnh của chú trong khoảng thời gian sắp tới. Thì cô ấy cũng gửi tặng cho chú cái phần quà là 5 triệu đồng. Dạ, từ đó giờ có ai gửi tặng chú như thế này chưa? Dạ. Dạ, thì bữa nay chú nhận được phần quà này thì chú cảm giác như thế nào? Dạ, mừng vui lắm. Dạ, chú nhắn gửi gì với cô Huệ Vân không? Cũng cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Dạ. Cũng hy vọng chú sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe nghe. Dạ. Dạ. Chú có dự định là sau này chú khỏe chú sẽ làm công việc gì để cũng sống đi không? Đi làm mướn nữa. Dạ, dạ. Coi như là mình làm nặng quen rồi đó ha. Dạ. Chú không nghĩ chú bán vé số cho đỡ hơn à? Bán cái số đi lội mệt cũng hợp lý. À. Rồi thôi con chào chú nha. À. Rồi hy vọng là chú hồi sức khỏe về với anh em ha. À. Dạ rồi. Rồi tới ai bác sĩ? Dạ mình qua phòng bên á, gặp hai bệnh nhân nữa. Dạ.
Vậy là đây là đa số là bệnh nhân là kháng thuốc hả bác sĩ? Không, bác chỉ lựa với bệnh nhân kháng thuốc là nặng nề hơn. Dạ, bên đây, phòng số 7. Dạ, dạ. Dạ, phòng này sẽ có hai giường nha bác sĩ. Dạ. Dạ đây, anh này anh Phan Văn Thuận. Dạ, anh này anh còn nói gì được không chị? Anh hơi có vấn đề về tâm thần, có thể hỏi mẹ của anh. À dạ, rồi con mời ngoại ngồi ạ. Dạ, ngoại ngồi kéo ghế ngồi dạ, sát bên ảnh. Dạ rồi, con chào ngoại nha. Dạ. À, ngoại tên gì? Dạ Hồ Kim Quang. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi mày? Dạ 74. Dạ, này là con trai của ngoại hả? Dạ, con trai thứ hai. Thứ hai, ngoại có bao nhiêu người con? Dạ, ba đứa. Dạ, thứ hai là lớn nhất? Lớn nhất. Dạ, là ảnh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 51. Dạ, còn người kế của ngoại là gái hay trai? Kế là gái, hôm nay nó tuổi sửu. Dạ, còn kế nữa là? Kế nữa tuổi thìn trai. Dạ, dạ, vậy là ngoại là hai trai một gái. Dạ. Dạ. Thì ảnh bị bệnh khi nào vậy ngoại? Dạ bệnh, nó bệnh từ hồi nhỏ nhưng mà mới nó phát lại đây thôi. Nó bị động kinh. Động kinh? Ừ, trí nhớ nó không có nhớ như người ta, rồi lớn lên cái nó bệnh vậy đó. Dạ. Quê mình đâu vậy ngoại? Dạ ở Tân Ngãi. Tân Ngãi, à dạ. Là ảnh mới bệnh đây hay là cái như thế nào? Cái này mới bệnh 4 tháng nay. 4 tháng nay? Dạ. Là trong khoảng thời gian vừa qua là ảnh vô đây bao nhiêu lần rồi mày? Dạ vô lần này lần thứ tư. Lần thứ tư rồi. Dạ. Một lần mà vô điều trị cho ảnh như thế thì mày tốn hết kinh phí bao nhiêu tiền? Dạ lần đầu thì không có bảo hiểm thì dạ, tốn cũng 5-6 triệu. 5-6 triệu. Dạ tiền ăn với tiền thuốc luôn đó. Dạ đúng rồi. Còn qua lần sau thì tốn 1 triệu mấy. Dạ lần sau là mày có bảo hiểm rồi ha. Ăn dạ, thì bảo hiểm chưa có tới. Dạ, mua mà chưa có xài được. Dạ, dạ. Rồi bây giờ thì ngoại sử dụng được chưa? Dạ sử dụng được hôm 31 tây tháng tháng 7. Tháng 7 tới giờ. Dạ bữa nay mới có 1 tây tháng 8 thôi. Dạ, dạ. Vậy là ngoại cũng mới dạ được. Có xài rồi. À dạ, vậy là chắc là 31 tây tháng 6 ha. Dạ. Dạ. Rồi ngoại hồi trước thì ngoại làm công việc gì để ngoại lo cho ảnh? Hồi nào giờ nó bán vé số, nó ăn không, nó làm, nó sống. Dạ. Còn tôi thì mấy đứa kia nó lo. Dạ. Giờ nó không có mua bán gì được. Dạ. Rồi cái nó đi lụm da chai, không cho nó đi nữa. Cái công nghiệp lắm, nó đi xin người ta. À. Nó đi xin người ta nó ăn. Dạ. Bữa trời mưa nó đi xin người ta cho được có 25 ngàn. Cái thằng về đâu có hay đâu. Chừng hay lại được la nó quá chừng luôn. Dạ. Có nghĩa là mưa anh đi dầm mưa anh đi xin. Dạ. Dạ để anh dùng cái số tiền đó để ăn uống. Dạ. Mà có bao giờ anh xin được nhiều tiền mà anh đem về cho ngoại không? Dạ không có. Tại dạ, vì nó không đủ nó ăn. Dạ. Nhưng mà ảnh có ở chung với ngoại không? Dạ cho nó ở, cất riêng cho nó ở. Từ năm bệnh tới giờ cất riêng cho nó ở. Dạ. Vậy là ảnh không có vợ con hay sao mà? Dạ không có vợ. Dạ. Mà từ đó giờ là không ảnh không muốn lập gia đình. Hay là do ảnh bị bệnh thành ra? Do bệnh từ nhỏ. Dạ. Rồi khi mà hồi trẻ thì ngoài làm công việc gì để ngoài sống? Lúc mà ngoại còn sức khỏe ngoài làm á. Hồi trẻ thì thợ may. Hả? Thợ may á? À dạ. Vậy cái đó thì chắc giờ nó cũng không có được thu nhập bao nhiêu nữa ha. Giờ thì giải phóng nó vô tới giờ là nghỉ may, không có may được. Dạ. Rồi hôm bữa thì khi mà anh nhập viện mà lần đầu tiên mà tốn 5-6 triệu thì lúc đó chi phí của ngoài ở đâu ngoài có mà? Dạ mượn với người ta cho không. À ngoài mượn với người ta cho. Rồi cái từ từ con gái nó làm nó trả. Dạ. Với người ta cho cái đem trả. Dạ. Dạ rồi con cũng hiểu rồi. Còn bây giờ thì ngoại cho anh ăn uống như thế nào? Dạ ăn uống cũng bình thường, có gì cho ăn nấy. Dạ. Nhưng mà ảnh có ngồi được không hay là ảnh chỉ nằm vậy rồi đợi ngoại đút? Dạ nằm cái lúc trước đó thì phải đút lết không à. Dạ. Bị kháng thuốc đó rồi từ vô đây tới giờ khỏe, đỡ đi đứng được. Dạ. Ăn tự đo ăn được. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Dạ. Bây giờ sức khỏe của ngoại như thế nào? Dạ cũng tôi nuôi nó, tôi bị lây luôn á. Dạ. Bây giờ tôi đang uống thuốc 6 tháng. Dạ. Ngoại đang bị gì? Ngoại á. Bị cao huyết áp. Dạ. Giờ bị cũng có vi trùng lao, đang uống thuốc 6 tháng của trung tâm cho đó. Dạ. Là ngoại bị hả? Dạ. Trời ơi thương quá nha ngoại. Bị lây luôn á. Dạ rồi. Thì hôm nay con sẽ thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ ha. Dạ. Sẽ gửi tặng cho ngoại phần quà. Ngoại biết bên đây ngoại nhận được cái gì không? Dạ không. Dạ thì cô Huệ Vân sẽ gửi tặng cho ngoại 5 triệu đồng. Dạ. Dạ bữa nay thì ngoại nhận được phần quà này thì ngoại cảm giác như thế nào? Dạ nhận được phần quà mừng dữ lắm, nhưng rất cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Đã giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo. Dạ. Nghèo mà gặp cái chuyện mừng dữ lắm. Dạ.
cũng ráng làm, ráng ăn uống cho nó, ăn uống cho nó khỏe. Dạ. Để nó hết bệnh đi làm ăn cho nó đỡ cho xã hội dạ. chút. Thì ảnh khỏe thì dạ. ngoại mới khỏe. Dạ. Dạ cũng không quên là cảm ơn các y bác sĩ ở đây. Tại cho nhà có y bác sĩ ở đây giới thiệu thì con mới có thể đến đây để con thay mặt nhà ở Tâm hỗ trợ cho ngoại. Dạ. Cũng như là cho anh ấy ha. Dạ. Để nhanh chóng trở về gia đình. Dạ, trước nhất là thay mặt gia đình xin cảm ơn các vị bác sĩ ở đây với các cô điều dưỡng, dạ. các cậu đều hết mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu nó ăn uống cho nó bình phục. Dạ. Dạ, dạ rồi. Rồi, ngoại nha, nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ, hy vọng thì anh ấy cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Dạ. Dạ. Rồi, thôi ngoại nghỉ ngơi ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn ngoại. Dạ, tới ai nữa bác sĩ ạ? Chị Nguyễn Thị Thúy Uyên ạ. Thúy Uyên, dạ. Chào chị Uyên. Dạ. Em thấy ở đây có một cái cặp nạn, hình như là chị di chuyển bằng cặp nạn hả? Dạ. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 42 tuổi. Ờ, nhà mình đâu vậy chị Uyên? Dạ, em ở ấp chợ Sa Mỹ An. Ấp chợ Sa Mỹ An là huyện Long Hồ. Dạ, huyện Mang Thít. À, huyện Mang Thít. À, dạ. Rồi chị phát hiện bệnh của mình là khi năm mấy tuổi? Dạ, em mới vừa phát bệnh phổi này cách nay 5 tháng. 5 tháng? Dạ. Trước lúc đó thì chị làm công việc gì để sinh dạ, sống chị Uyên? Em đi làm vệ sinh. À, chị quét dọn vệ sinh. Dạ. Lúc đó thì chị quét dọn vệ sinh là cho dạ. cơ sở nào? Dạ, cho mà công ty của ký hợp đồng với bệnh viện 115. À, dạ, là mình làm vệ sinh trong bệnh viện. Dạ. Dạ. Rồi khi mà chị phát hiện bệnh thì lúc đó cơ thể chị như thế nào mà chị quyết định đi khám? Em ho nhiều. Ho nhiều. Rồi cái em khám cũng tại bệnh viện đó luôn. Dạ. Bệnh viện đó chuyển qua Phạm Ngọc Thạch. Dạ. Rồi em mới từ Phạm Ngọc Thạch em xin chuyển về đây. Tại dạ. vì ở nhà ở đây, nhà mẹ. Dạ. Em ở chỗ này, em ở nhà trọ. Dạ. Em mới xin chuyển về đây cho nó gần. Dạ. Trong vòng 5 tháng qua thì cái chi phí điều trị của chị là tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Ở trên Phạm Ngọc Thạch đó thì em có 5 triệu mấy là lần đầu tiên em khám. Dạ. Rồi về đây thì em xin được bảo hiểm thì không có tốn. Dạ, chỉ tốn tiền ăn thôi. Dạ. Bây giờ hiện tại thì ai nuôi chị? Dạ, em chỉ có một mình thôi. À, dạ, là chị đi đứng lại là bằng cái cây này luôn. Dạ. Nhưng mà ngày trước thì chị đi đứng được không? Dạ, em đi bình thường, tại vì em té gãy giò. À, vậy hả? Em cái giò này em có tạo thời 17 tháng. Dạ. Rồi sau rồi em làm vệ sinh em té cũng gãy cái giò này. Dạ. Rồi bây giờ mới té cũng cái giò này luôn. Vậy là chị bị sốt bại liệt hả? Dạ, em sốt bại liệt. À, chị bị sốt bại liệt ngay hồi nhỏ. Dạ. Dạ, mà gia đình của chị có anh chị em nào khác không? Em có người anh Trà Vinh á. Dạ. Còn cha mẹ của mình thì còn không ạ? Dạ, cha mẹ em còn nhưng mà lớn tuổi rồi. Dạ. Có nghĩa là khi mà chị gặp tai nạn rồi gặp bệnh là về tới đây. Dạ. Dạ. Trong vòng 5 tháng qua thì chị về nhà được mấy lần? Em ở nhà chung với mẹ luôn. À, dạ. Dạ. Em nhưng... tại Sài Gòn em về đây 2 năm rồi. Dạ. Mà phát bệnh phổi này là mới có 5 tháng thôi. Dạ. Bình thường chị vô đây bao nhiêu ngày thì chị mới về một lần? Em bữa nay nữa là mới có mấy ngày thôi. Còn thời giờ tháng đầu tiên mà em bị bệnh á là ở 27 ngày. À dạ. Ủa bác sĩ thường thường mà vô đây là phải điều trị theo một quá trình bao nhiêu ngày bác sĩ? Tùy bệnh nhân. Dạ, thấp nhất là bao nhiêu ạ? Như là bệnh nhân mà đầu tiên mà khỏi trị bắt đầu á. Dạ. Nhất 2 tuần là thấp nhất. Dạ, còn cao nhất thì còn người có người thì đặc biệt phụ nhiều thì nằm thấp lắm. Dạ, à dạ, thấp nhất là 2 tuần mà lâu nhất là 4 tuần. Dạ. Chị có nghĩ là sau này, sau khi mà chị điều trị một thời gian thì bây giờ chị cảm thấy về sức khỏe của chị như thế nào? Dạ, sức khỏe em cảm thấy nhiều tốt, dạ. nhiều lắm. Dạ, vậy là... em không có còn ho nữa, nhưng mà chị chóng mặt với nhức đầu rồi thôi, chứ ho này không còn nữa. Dạ, dạ rồi, em hiểu rồi. Em nghĩ thì đối với tình trạng của chị đó, chị nào giờ chị có hay xem YouTube không? Dạ, ít lắm. Ít có lắm hả? À, nếu mà chị có xem YouTube nhiều thì đối với những hoàn cảnh khuyết tật như chị á, thì em có thể là xin nhà hảo tâm ở xa quê hương hỗ trợ cho chị một chiếc xe ba bánh điện thì chị có thể là mưu sinh bằng cái công việc tiếp theo. Chị có nghĩ là chị khỏe lại thì chị sẽ làm công việc gì để sống để nuôi cho mẹ không? Em cũng nghĩ là mình đi theo nghề của mẹ buôn bán cái đó. À, mẹ chị bán cái gì ạ? Dạ, má em bán bún hủ tiếu đồ khô ở chợ. À, cái thu nhập của mẹ chị như thế thì nó có ổn định không? Ví dụ như một ngày thì được khoảng là 100-200 ngàn không? Dạ, ngày chắc kiếm được 80 ngàn. 80 ngàn thôi. Dạ. Vậy có bao giờ chị nghĩ là nếu mà giờ chị khỏe chị sẽ đi bán vé số không? Em cũng đã từng nghĩ rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao ạ? Tại vì ở dưới em á, đường nhà em khó đi lắm. Khó đi. Đứng khó khăn lắm. À. Theo nghề của má. À, có nghĩa là đường nhà chị thì nó là đường bê tông hả? Hay là bây đường giờ đường đất ạ? Đường đất nhưng mà nó bị sụp hết trơn anh ơi. À. Nói chung là con đường đó
đi nó rất là khó. À, đi mà còn khó, huống chi mà chạy đúng không? Dạ. Dạ, bởi thành ra là muốn nhưng mà không làm được. Dạ. Dạ rồi, thôi em hiểu rồi. Chứ em tính đâu nếu mà chị có thể phục hồi được á, thì em có thể xin nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị một cái phương tiện cho chị di chuyển. Đó, thì bữa nay thì vào cái buổi trưa vừa qua, mới hồi trưa hồi nãy là em có hỗ trợ cho ba hoàn cảnh. Thì một người cũng bị bại liệt, sốt bại liệt như chị. Nhưng mà chị ấy thì cũng bán vé số ở tại sao Bình Hòa Phước. Một hoàn cảnh thì bị tiểu đường mà cưa hết một cái chân. Và một hoàn cảnh của một chú thì cũng bị sốt bại liệt một bên bên phải. Đó. Nhưng mà do thì chị chia sẻ thì cũng rất là thật thà. Là cái đường vào nhà mình nó rất là khó. Thành ra mình cũng rất là khó để mình làm cái công việc đó đúng không ạ? Dạ. Yeah. Rồi từ đó tới giờ thì có ai hỗ trợ chị cái phần quà để điều trị bệnh bao giờ chưa? Dạ chưa. Dạ. Thì hôm nay em cũng chia sẻ chị ha. Em sẽ thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ sẽ có phần quà gửi tặng cho chị. Để làm chi? Để tiếp thêm cái nguồn năng lượng, động lực cho chị điều trị bệnh khỏe lại trong khoảng thời gian sắp tới. Tấm lòng của cô Huệ Vân ở tại Mỹ gửi tặng cho chị là 5 triệu. Dạ. Dạ em cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ. Chị nhắn gửi gì với cô không? Dạ, con cảm ơn cô đã hỗ trợ cho con để con có động lực và chăm sóc em luôn con. Dạ. Chị ấy rất là xúc động, chắc có lẽ là do từ đó tới giờ đâu có ai hỗ trợ chị bao giờ ha. Dạ không có. Dạ. Bởi thành ra khi mà bữa nay nhận được phần quà này là cảm thấy là rất là quý đúng không ạ? Dạ. Dạ, cũng hy vọng là với tấm lòng của Huệ Vân sẽ giúp cho chị nhanh chóng trở về gia đình của mình. Dạ. Để tiếp tục thay mẹ mình ha. Dạ. Dạ, kiếm sống. Dạ. Thì như chị chia sẻ thì 5 tháng nay thì chị cũng bớt nhiều thì em cũng dạ. Thế là yên tâm hơn rồi. Dạ con cũng cảm ơn mấy cô bác sĩ ở đây đã giúp đỡ cho con. Dạ đúng rồi, cũng nhờ mấy cô ở đây, dạ, y bác sĩ ở đây quan tâm tới hoàn cảnh của mình thì mình mới được có phần quà ngày hôm nay. Chứ thật sự em thì em tới đây em đâu có biết hoàn cảnh ai như thế nào đâu. Dạ. Dạ, thì chúc chị sẽ phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ được. Dạ. Đó thì cô chú anh chị thấy đó là chị ấy đang rất là vui mừng với cái tấm lòng của nhà hảo tâm. Đó là như thế này. Dạ. Dạ rồi. Rồi thôi chị nghỉ ngơi nha. Dạ dạ, con cảm ơn. Dạ. Em là YouTube Hương Nhật Minh. Nếu chị muốn xem YouTube lại thì vào ngày mai nha. Dạ. Dạ, ngày mai chị nhắn Hương Nhật Minh. Dạ. Dạ rồi. Tiếp theo thấy hoàn cảnh nào bác sĩ? Dạ, mình ra phòng 5 gặp phòng 5. Chị cô Nguyễn Thị Ngộ. Nguyễn Thị Ngộ. Dạ. Dạ, phòng bệnh số 5. Dạ, cô này. Dạ rồi. Rồi, con chào cô. Dạ. Dạ. Rồi, cho con kẹp cái micro cái này cái micro thôi chứ được. Nó không có gì hết. Dạ, thấy bác sĩ vui ha. Dạ. Dạ, cô Ngộ ơi, có thể cho con biết là mình năm nay bao nhiêu tuổi không ạ? Dạ thưa dì Bảy, 65 tuổi. À, dì Bảy. Dì Bảy. Dạ, dì Bảy quê mình đâu dì Bảy? Dạ, quê ở Vĩnh Long, ở ngay chỗ phường 9 đó. Dì Bảy ở phường 9 chỗ nào? Dạ, ngay chỗ hãng trái cây. Hãng trái cây là dạ, chỗ nào? Dạ, như là bệnh viện Xuyên Á, dạ, bệnh rồi. Viện Sài Gòn, nhưng mà dì Bảy ở trên giữa, ở nhà 10 thuê á, à. 112A. Dì Bảy biết con không? Dạ biết. Sao dì Bảy biết con? Tại thời gian dì Bảy có đi xin gạo. Vậy là hôm nay là dì Bảy có duyên với con đúng không? Dạ. Dạ, nhưng mà nhìn con vậy nhớ con không? Dạ nhớ. Hay là phải nghe giọng mới nhớ? Dạ, nhìn mặt nhớ. Dạ. Dạ. Dạ, vậy thì lưu trước, dì Bảy mình bị bệnh khi nào dì Bảy? Dạ, bị bệnh cũng cách cả nửa tháng nay, nhưng mà dì Bảy hoàn cảnh khó khăn quá con. Dạ. Thành ra bây giờ xin quá dì Bảy đi không được nữa. Dạ. Là dì Bảy ở nhà trọ? Dạ, ở nhà trọ, là 112A. Dạ, là dì Bảy có gia đình không? Dạ, có gia đình, nhưng mà ông xã cũng lớn tuổi, như là bốc vác thanh sinh đó. Dạ, à, bốc vác vật liệu xây dựng đó ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi con của dì Bảy thì có dạ, bao nhiêu người? Có hai đứa con gái mà có gia đình theo chồng làm hộ chứ. Dạ. Thành ra ai cũng khó khăn con. Dạ. Còn dì Bảy thì bị bệnh thì khi nào dì Bảy? Dạ mới phát bệnh đây. Dạ lâu được chưa? Lâu quá, dì Bảy đi không được luôn á. Dạ. Nhức dữ lắm con. Dạ. Con thấy là bây giờ hiện tại thì cái hai cái chân của dì Bảy đang bị sưng. Mà chân trái nó sưng hơn bên chân phải. Nó sưng mà nó căng, cái da căng bóng như thế này. Dì Bảy có đau không? Đau, dì Bảy đau lắm á. Đau lắm luôn. Dạ không đụng nó vẫn đau. Dạ. Dạ. Nhưng mà có điều gì dì Bảy bệnh cái dạ cái dạ. Dạ nhưng mà dì Bảy bệnh cái gì mà mình mới vô bệnh viện phổi này? Dạ trước đây dì Bảy phổi á.
Rồi giờ cái sang qua hai cái chân sưng hết. Bác sĩ ông có nói là dì Bảy ăn uống thiếu thốn chất quá đó. Bây giờ dì Bảy đang thiếu chất đạm. Mà dì Bảy đâu có khả năng đủ mà mua cái lọ đạm tới 920 ngàn rồi con. 920 ngàn. Mà bác sĩ nói mình uống bao nhiêu ạ? Dạ không biết, không dám hỏi tại không có tiền á. Bác sĩ nói thôi giờ khả năng bà không có, thì bà cái việc ăn cá ăn thịt bồi bổ vô cho nhiều. Chứ để đi không được rồi đó. Trước khi mà dì Bảy nhập viện đây thì dì Bảy làm công việc gì để sống ở trên đó vậy? Dì Bảy đi làm chuyện cho người ta. Là giúp việc nhà. Giúp việc nhà. Lúc đó thì người ta trả tiền dì Bảy như thế nào? Dạ một tiếng đồng hồ vậy là làm trước đầu tiên chứ. Năm chục. Dạ còn cái khoảng thời gian sau này trước khi mà nhập sau viện. Sau này dì Bảy bệnh rồi, yếu rồi là lãnh với số đi bán. Ủa gì dì Bảy bán với số ngay chỗ bệnh viện Xuyên Á hả? Hay là bán ở trên? Dì Bảy cũng đạp hết. Lúc đó là đi xe đạp. Dạ đi xe đạp. Bán. Dạ. Rồi mới biết con mới xin gạo đó. Dì Bảy nhận của con là ở chỗ nào? Nhà chỗ phải công viên không? Dạ đúng, đó. Công viên đó Khánh Tây. Đúng đó. Con có phát ở nhà thờ Fatima nữa, dì Bảy có nhận bao giờ không? Không, chưa tới đó. Vậy con không phát có chùa Phật Ngọc Xá Lợi nữa. Ủa vậy hả? Vậy là coi như là cũng có duyên con ở dưới đó Khánh Tây thôi. Dạ, Khánh Tây. Dạ, rồi. Thì dì Bảy bệnh bao lâu rồi? Dạ, dì Bảy bệnh cũng nửa tháng nay rồi đó. Nửa tháng nay là cái chân, còn cái phổi của mình kìa. Cái phổi của mình bây giờ dì Bảy hư hết một lá rồi. Dạ, hư bên phải hay bên trái? Dạ, bên trái. Là dì Bảy bây giờ là hít giờ thở nó khó khăn hay khó gì? Khó lắm. Dạ, mà dì Bảy có ho không? Mệt hoài, dì Bảy mệt hoài luôn. Dạ, mà dì Bảy có ho gì không? Dì Bảy còn có ho. Dạ. Ho ít thôi. Dạ, vậy là dì Bảy bệnh phổi là lâu rồi hả? Dạ. Vậy là dì Bảy thường xuyên vào trong bệnh viện này không? Cũng vô ra cũng mấy lần. Dạ, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây thôi hay sao ạ? Hay là mấy năm nay? Dạ, mới vô đây mấy năm trước. Dì Bảy mua không được bảo hiểm, không ai bán. Còn bây giờ? Bây giờ thì dì Bảy mua được bảo hiểm. Dạ. Tại vì do là mình ở nhà trọ thành ra nó khó mua bảo hiểm. Dạ, đúng rồi đó. Con. Dạ. Còn bây giờ cái chân mình như thế nào mà tại sao nó lại sưng nhanh như thế này? Tại vì bác sĩ nói là thiếu chất đạm. Bây giờ nếu mà kém quá thì phải nhờ ăn uống. Dạ. Nếu mà đủ khả năng thì mua đạm đậm vô. Dạ. Ủa bác sĩ, tại sao thiếu đạm mà cái chân mình nó sưng vậy bác sĩ? Đúng rồi, thiếu đạm nó sẽ gây tình trạng phù. Thiếu đạm là phải bị phù ha. Dạ. Con thì không rành mấy cái này thành ra phải hỏi mới được. Dạ. Rồi thì từ bữa tới giờ thì ai chăm sóc dì Bảy? Dì Bảy một mình nuôi dì Bảy một mình. Ủa rồi dì Bảy đi đứng không được rồi đi tiêu tử sao? Trời ơi, đi sáng đêm nuôi Bảy nhát cò cò bắt nhảy không? Dạ, là dì Bảy cò bằng chân chân nào? Ví dụ chân này nhức quá thì dì Bảy dở này lên vậy là dì Bảy dò ở đây. Rồi đi sáng đêm luôn tại vì bác sĩ ổng nói là vô nước biển xả nước ra đó. Là cứ mắc tiểu hoài. Tiểu hoài luôn. Dạ, nhưng mà dần tiểu vẫn bình thường đúng không? Dạ, tiểu bình thường. Dạ, nhưng rồi. Mà mất giấc ngủ dì Bảy không có ngủ được á. Dạ, dạ đúng rồi. Đó. Còn bây giờ là cứ phải đi lết cò cò vậy đó. Dạ. Vậy là dì Bảy sao không có cái nạn hả? À, chắc có lẽ cái này mới bị đây hình dạ, như mới này. Bị đây à. Thì chưa có cái dụng cụ phải không? Dạ. Dạ rồi. Rồi con hiểu rồi. Dạ. Thì hôm nay thì con chia sẻ với dì Bảy. Dạ. Con thay mặt một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Đó là cô Huệ Vân sẽ gửi tặng một dì Bảy một phần quà để cho dì Bảy có cái phần chi phí tiếp tục cái công việc điều trị bệnh của mình. Con biết thì cái bệnh thì điều trị thì không thể nào mà rẻ được, nhưng mà tấm lòng của nhà hảo tâm thì cái khả năng giới hạn tới đâu thì mình đón nhận tới đó. Nhưng mà thật sự là nhà hảo tâm cũng lao động ở nước ngoài rất là vất vả mới có những phần quà san sẻ đến với những hoàn cảnh khó khăn như dì Bảy hiện nay. Thì hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ha, sẽ tặng cho dì Bảy cái phần quà. Dì Bảy đón thử coi dì Bảy nhận được bao nhiêu. Nào giờ dì Bảy không có nhận được số tiền lớn gì đâu. Dạ sao dì Bảy biết con cho lên nhiều? Thế hai cái chân dì Bảy chân hết rồi. Dạ bây giờ không sưng con cũng cho như đó nữa. Dạ dạ. Dạ. Rồi dì Bảy đón thử coi dì Bảy nhận được nhiêu. Con không biết nhiêu à. Rồi thì con sẽ thay mặt cô Huệ Vân gửi tặng cho dì Bảy là 5 triệu đồng. Dạ. Dạ. Thế dì Bảy số tiền này nó lớn hay nhỏ? Dạ lớn á. Dạ. Vậy thì dì Bảy có nhắn gửi gì với cô Huệ Vân không? Dạ. Cảm ơn cô Huệ Vân nhiều lắm. Dạ. Dạ. Giúp đỡ trong hoàn cảnh dì Bảy đang khó khăn như thế này. Dạ. Dì Bảy dự định. Ở trong này ai cũng có người thân nuôi nhưng mình dì Bảy không có ai. Dạ.
Có nghĩa là ông xã của mình bị bệnh, không có nuôi được. Dạ. Còn con thì nó cũng đó. Không có ai hết. Dạ, con thì cũng theo bên bên chồng rồi ha. Dạ, rồi thôi bây giờ dì Bảy nghỉ ngơi nha. Dạ. Con hy vọng với số tiền của cô Huệ Vân cũng dạ. đỡ được cho dì Bảy trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Nói chung mỗi người thì sinh ra nó đều có một cái số phận nha dì Bảy. Dạ. Rồi dì Bảy gán mà vượt qua ha. Cái dạ. sự yêu thương của các y bác sĩ đây. Dạ. Dạ. Mơn dạ, rồi. Rồi vậy hay dì Bảy ha. Dạ. Hy vọng hẹn gặp dì Bảy ở buổi nhận gạo tiếp theo. Dạ. Nghe con phát gạo đâu nhớ đi kiếm con nha. Dạ. 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 À, mình đi xuống pha dưới. Dạ, pha dưới. Ở đây mà bệnh nhân đều phải điều trị cái này thì bây giờ hiện tại là khoảng bao nhiêu người vậy bác sĩ? Hiện giờ là 70. Dạ, là 70 là bên khoa phổi không ha? Không, toàn bệnh viện. À, dạ, là 70 ha. Dạ. Dạ, ủa thưa, vậy là cái mùa nào thì mới nhiều bác sĩ? Qua cái đẹp rồi, tháng 6 là mưa nhiều. À, dạ, là ngay cái mùa mưa lớn. À. Vậy là ngay cái mùa mưa gió thì bệnh phổi thì nó đông hơn ha. À gần Tết dạ. Khoa này là khoa gì bác sĩ? Ở dưới này là cái khoa bệnh phổi, nghĩa là những bệnh không có lây nhiễm. À dạ. Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là cái phế quản. Dạ. Ngày trước dạ, ngày trước có một bác ba bán vé số, bác ấy ốm nhơ cũng nhấp. Mà bác ấy không có hàm răng nữa. Bác ấy cũng điều trị khá là lâu ở trong đây. Không biết bác sĩ có nhớ không ạ? Bác ba ốm nhôm luôn. Nhưng mà bệnh nhân ốm nhôm mà những bệnh mãn tính nhiều lắm, vô ra bình thường. Vậy là phổi với lao thì đa số ốm hết. Dạ rồi. Đây là bệnh nhân dạ. Phòng bệnh số 1. Tủ. À. Dạ. Bác này thì bác bị dạ bác nào? Bác này ạ. À? Dạ. À, vậy là bác cũng bị sốt bại liệt. Rồi con chào bác. Sốt bại liệt dạ. Dạ, cho con gắn cái micro nha. Dạ. Này không có gì hết. Dạ. Bác tên gì ạ? Đồng Thành Tủ. Đồng Thành Tủ. Dạ, bác người Hoa hay người Việt bác? Người Việt. Dạ, họ Đồng thấy cũng lạ lạ. Dạ, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác Tủ? 64 tuổi. 64, dạ, nhà mình ở đâu bác Tủ? Ở Bình Minh. Bình Minh, dạ. Bác bị, này là sốt bại liệt từ năm mấy tuổi bác? 5 tuổi. Dạ, ngày trước thì, lúc đó thì cái tay của bác bây giờ còn khỏe không? Còn, 2 tay. Vậy là bác chỉ bị chân thôi. Dạ. Ngày xưa thì nó như thế nào mà bác bị sốt như thế này? Hồi đó bà già kể lại thì 5 tuổi ngủ đêm sáng ngày nóng rồi uống thuốc đêm sáng ngày liệt hai tay hai chân luôn. Ủa vậy là bác không có chích thuốc không. Mà uống thuốc bị? Uống thuốc tào mà bị. Dạ, uống thuốc tào. Dạ. Dạ. Rồi coi như là trong cái khoảng thời gian mà mấy chục năm vừa qua thì bác Tủ làm cái công việc gì để sống? Đủ thứ hết. Dạ, bác kể vài nghề cho con nghe đi. À, cân cua, cân tôm. Cân cua, cân tôm. Dạ, rồi sau này chở bệnh mướn. Chở gì ạ? Chở bình ắc quy đi. Chở bình ắc quy 8-9 năm. Ủa cái chân mình như thế này rồi sao mình bưng được cái bình bác? À, người ta để chúng ghe cho mình. À có nghĩa bác chở bằng tàu hả? Dạ. Bằng à, bằng thuyền đó hả? Đi tầm bản 35 dạ. À rồi ra tới chỗ thì chủ người ta đem lên. Dạ. Rồi người ta sạc xong rồi người ta đem xuống chuồng cho mình rồi gì. Dạ. Dài được mình kêu người ta đã lấy lên. Dạ. Bây giờ sức khỏe của bác như thế nào bác Tủ? Cũng bình thường mà điều mới mổ ấy. Dạ. Bị gì bác? Mũ. Phổi có mủ. Dạ. À, dạ. Mà cái công việc gần nhất mà trước khi bác nhập viện là bác làm công việc gì? Hôm đó tới giờ đau rồi ở không bây giờ hết công chuyện làm rồi. Dạ không, trước lúc đau. Trước lúc đau thì bác làm gì? Cũng sạc bình. Cũng sạc bình luôn. Cũng tới lui sạc bình. Cái bình đó theo như con được biết là nếu mình sạc như vậy hình như là cái mùi quá chất nó cũng ảnh hưởng lắm đúng không bác? Dạ, và cái axit lên tới giờ cao điểm là vô phải mang khẩu trang chứ đâu có dám lại cả. Dạ, nhưng mà theo bác là cái tình trạng bệnh bây giờ của bác nó có liên quan tới nghề nghiệp của mình không? Có. Dạ. Cái dạng cái phổi này có mũ là chắc tại tôi sạc bình tôi đó. Axit. Dạ. Có nghĩa là mình biết nhưng mà do là cái hoàn cảnh của mình dạ. không có làm được công việc khác dạ. thành ra mình mới gán mình làm dạ. Rồi, vậy là bác bị phổi có mủ là khi nào? Mới đây thôi. Dạ. Khoảng mấy tháng hay sao? Hôm đó ho rồi chích thuốc uống thuốc rồi khoảng 3 tháng. Dạ.
Mà nó cứ chúng đi chúng lại hoài, rồi con nó mới chở đi lên huyện xưa mà chụp hình đó. Dạ. Rồi trên chảnh bác sĩ kêu đi xuống đây liền. Dạ. Thì bữa sau xuống đây nhập viện thì xuống đây siêu âm với chụp hình nói phổi có mũ. Dạ. Rồi bắt đầu mổ mới lấy ra. À, là bác ghé đây là bao lâu rồi? Bữa nay nữa 22 ngày. 22 ngày, dạ dạ. Bây giờ bác thấy sức khỏe của bác như thế nào? Bình thường. Dạ, có nghĩa mình không còn ho nhiều nữa. Hết ho. Dạ, cái khoảng thời gian trước thì mình ho có bị ra máu hay gì không bác? Không. Dạ, rồi nói chung chỉ ho nhiều thôi. Đàm nó lên nó hôi thôi. Dạ. Nhưng mà lúc mình ho thì nó có nhói đau không ạ? Nhói, đau chỗ này. Dạ, là mình biết là mình đau ở chỗ này luôn. Dạ. Dạ. Ho là phải dịnh vậy nè. Dạ. Chứ không dịnh là ho đau chịu không nổi. Dạ, cho nó bớt đau ha. Dạ. Bây giờ hiện tại thì ai đang nuôi bác? Thằng trai mà nó đi về tránh rồi. Dạ. Chiều nó mới xuống nhà thím tư rồi đây xin con ăn giùm. Ở đây là tư duyên rồi nó sửa xe. Dạ. Rồi xe chiều nó xuống rồi sáng nó về. Dạ. Coi như là xuống ngủ chủ yếu là buổi tối với bác thôi. Dạ. Dạ. Tối có đi cầu đi gì dưới sáng chút biển nó lao chùi đồ cho tôi. Dạ. Rồi bác đi vệ sinh thì bác đi như thế nào? Vệ sinh thì nó bồng nó bỏ tôi xuống đây. Dạ. Con hiểu rồi. Thì từ đó đến giờ thì có ai tặng cho bác về những cái phần quà bao giờ chưa? Trong cái vị trí chị bệnh đó không? Thì bên tài trợ hảo tâm đó, vợ tôi bệnh ung thư rồi có cho được mấy triệu. Dạ. Có cho 6 triệu mấy. Dạ, nhưng mà cũng ở trong đây hay là ở không, bệnh viện nào? À, bệnh viện nhà ha, ở nhà ha. Ta đi khuyên đó rồi ta đem lại nhà ta cho. Dạ. Rồi hôm nay thì con cũng chia sẻ luôn với bác ha. Dạ. Là con sẽ thay mặt cô Huệ Vân. Dạ. Ở tại Mỹ. Dạ. Cũng tặng cho bác một phần quà. Dạ. Để cho bác tiếp tục cái việc điều trị cái bệnh phổi của mình. Dạ. Tuy nhiên mới 20 mấy ngày thì con nghĩ nó cũng chưa lành lắm đâu. Dạ. Đó, nhưng mà với tấm lòng của nhà hảo tâm thì dạ, cũng mong muốn cho bác đỡ cái phần suy nghĩ trong cái khoảng thời gian sắp tới về kinh phí. Dạ. Dạ. Ở bác vô đây thì bác tốn bao nhiêu tiền trong cái việc mổ rồi? Cái dạng này thì ở đây cho miễn phí, còn cứ mua đồ ăn đồ uống chứ. Dạ. Cái nào thiếu bác sĩ kêu mua ống gài xài cũng hết 5-6 triệu rồi. Dạ, là hai mấy ngày lại đó ha. Dạ. Dạ, tiền thuốc chứ tiền ăn uống rồi đó ha. Dạ. Ý là mình cũng có xin cơm từ thiện ở bệnh viện đúng không? Dạ. Dạ rồi. Đó, thì hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ. Dạ. Cũng gửi tặng cho bác Tủ một phần quà nha. Dạ. Dạ. Rồi thì con thay mặt cô ấy gửi tặng cho bác 5 triệu đồng. Dạ. Dạ. Thì bác thấy cái số tiền này đối với bác như thế nào ạ? Quý lắm. Dạ, bác nhắn gửi với cô Huệ Vân ở bên Mỹ không? Người ta tặng cho bác ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Huệ Vân. Dạ. Tôi rất cảm ơn nhiều. Dạ, bác ấy cũng rất là xúc động khi mà nhận được số tiền lớn như thế này. Dạ. Trong cái việc điều trị của bác. Dạ. Thì con hy vọng là với tấm lòng của cô Huệ Vân ha. Dạ. Cũng giúp cho bác đỡ được cái phần lo âu, dạ, lo lắng để tiếp tục điều trị nhanh về với gia đình. Dạ. Bác về rồi bác, nếu bác khỏe lại bác tiếp tục làm cái công việc này không? Làm nữa chứ. Vẫn làm nữa. Chứ không làm ra gì không. Mà vậy là nhà mình khó khăn dữ vậy luôn hả bác? Dạ. Lớn tuổi mình vẫn gắng mình làm. Vợ chết rồi. Dạ. Tới 11 đây thôi. Năm vỗ đó. Dạ, vậy là vợ của bác vừa mất. Dạ, do bị ung thư. Mất năm Covid. Dạ. Dạ rồi. Điều đó bị bệnh ung thư. Dạ. Tôi có mấy công ruộng tôi cũng bán, tôi lo cho nó hết rồi. Dạ. Dạ. Bởi thành ra là giờ nếu mà có khỏe lại thì mình vẫn gắng tiếp tục ha. Dạ. Bác có nghĩ là bác sẽ đổi nghề bác chuyển qua mua bán vé số không? Bây giờ đi thì được, có nhà nước có cho xe lắc mà qua mấy dốc cầu xa cao đâu có lắc được. Bây giờ nếu mà con xin nhà hảo tâm hỗ trợ cho bác chiếc xe ba bánh điện, bác có thấy chiếc xe ba bánh điện không? Chưa thấy. Chưa thấy bao giờ đúng không? Dạ. Chiếc xe ba bánh điện đó thì bác chỉ cần lên ngồi thì bác lên ga thôi. Dạ. Nó như là xe máy vậy đó. Dạ. Nhưng mà bác không cần phải vô số gì đâu. Dạ. Thì bác có, nếu bác có nhận được cái chiếc xe đó thì bác có chuyển nghề không? Được. Để nếu bác đi bán vé số không? Có đó, đi bán vé số xong khỏe hơn. Dạ. Thì bác có nhớ được cái số điện thoại của bác không? Nhớ. Rồi bác đọc, vui lòng đọc cho con cũng như nhà hảo tâm biết đi. Khi nào bác xuất viện về nhà, trước ngày xuất viện bác điện cho con sẽ xin nhà hảo tâm tặng cho bác chiếc xe đó. Chiếc xe đó hiện tại thì bây giờ con mua tùy thời điểm, có chiếc có lúc 14 triệu, có lúc 15 triệu và có lúc 16 triệu. Nhưng bác yên tâm về vấn đề chi phí. Con nói để cho bác biết về cái giá trị của chiếc xe. Dạ. Đó thì nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho bác chiếc xe cũng như là cái phần tiền để cho bác lấy vốn bán vé số. Dạ. Bác bỏ qua cái công việc mà nó ảnh hưởng sức khỏe của mình đi. Dạ. Dạ, con biết thì do là cái cuộc sống của mình. Dạ. Thành ra mình không có cái cách nào khác. Nhưng mà hôm nay gặp nhau là cái cơ duyên. Dạ. Thì thấy bác bị khuyết tật chân như thế. Dạ. Thì con cũng sẽ xin nhà hảo tâm tặng cho bác chiếc xe điện. Dạ.
Dạ, thì bác đọc cái số điện thoại của mình đó. Có điện thoại của tôi 0907 439 625. Dạ, là bác Tủ. Dạ. Dạ, bác nhớ là trước ngày xuất viện, bác điện... Ngày mai xuất viện rồi. Ủa, là ngày mai bác xuất viện rồi hả? Dạ. Ngày mai xuất viện thì cũng phải là ngày mai là bắt đầu bác về đúng không? Dạ. Rồi để con sẽ điện cho bác. Dạ. Nha. Dạ. Vậy là bác ở khúc nào ở bác nói lên con cái. Ở trên Bình Minh mà. Ở ấp nào ạ? Ở xã giữa ấp Mỹ Thạnh C. Ấp Mỹ Thạnh C. Dạ. À, nó là ở xã nào ạ? Xã Mỹ Thuận. Xã Mỹ Thuận. Xã Mỹ Thuận ấp Mỹ Thạnh C, huyện Bình Tân. Dạ. Dạ tổ 6. Dạ, thì con sẽ, cái chỗ của bác thì nó cũng tương đối gần với chỗ con mua xe điện ở bên Ô Môn, Cần Thơ. Dạ. Dạ, thì con sẽ thay xin nhà hảo tâm. Dạ. Hỗ trợ cho bác một chiếc. Dạ, dạ. Bác ha. Dạ. Con hứa uy tín. Dạ. Một chiếc là sẽ có một chiếc. Dạ. Còn dư số tiền sẽ gửi đến cho bác để làm vốn bán vé số. Dạ. Để bác đừng làm công việc đó nữa nha. Dạ. Bác ha. Dạ. Dạ. Nếu mà có cái xe đó tôi đi bán vé số. Con sẽ hướng dẫn cho bác sử dụng. Dạ. Dạ, vậy bác ha. Dạ. Rồi thôi con chúc bác mai xuất viện an lành hạnh phúc. Dạ. Dạ, dạ con sẽ liên hệ với bác. Dạ. Vào ngày mai để cảm con hỏi. Cảm ơn chú với cảm ơn hết trơn. Dạ. Cũng chủ yếu là bác phải cảm ơn các y bác sĩ ở đây. Dạ. Để giới thiệu hoàn cảnh của bác thì dạ. Con mới biết được. Dạ. Chứ mà nếu không có các y bác sĩ ở đây thì con cũng không biết được hoàn cảnh của mình. Dạ. Để con thay mặt nhà hảo tâm gửi đúng cái phần quà. Dạ. Đến với hoàn cảnh như bác. Dạ, dạ. Dạ. Rồi về bác mời bác xuất viện đúng không? Dạ. Bác về nhà bác đợi điện thoại con. Dạ. Ha. Dạ. Bác ha. Bác dạ. Nhớ ai điện thì mình cứ nghe má đi nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi thôi con chào bác Tủ nha. Dạ. Dạ. Dạ tới hoàn cảnh thôi nữa ha. Dạ. 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 Tới hoàn cảnh nào bác sĩ? Giờ mình sẽ qua phòng số 3 gặp chú Nguyễn Thành Được. Nguyễn Thành Được. Dạ. Phòng số 3. Dạ. Dạ đâu bác sĩ? Dạ đây. Dạ. Dạ rồi, con chào bác Được. Dạ, con gắn cái micro với nha. Dạ. Bác Được năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 60. 60. Dạ, bây giờ sức khỏe bác như thế nào bác Được? Bác có đau nhức gì trong người không? Dạ bớt nhiều. Dạ, ngày trước thì bác bị gì ạ? Bị phổi, đau phổi. Dạ, bác bao nhiêu lâu rồi, bác bị bệnh bao nhiêu lâu rồi? Không có 60 năm. 60 năm nay. Dạ. Rồi giờ mới phát hiện rồi. Dạ, quê bác ở đâu bác Được? Ở Cầu Cái Đôi á. Cầu Cái Đôi là ở Tân Hội ha? Tân Hòa, Tân Hòa. À Tân Hòa, dạ. Là 60 năm nay. Nhưng mà bây giờ là bác mới bị... Bị trở lại. Mà bác nhập viện bao lâu rồi? Nay là 12 qua ngày. 12, 13 ngày. Trước khi mà bác nhập viện thì bác Được làm công việc gì? Trừ bệnh phổi không mặn gì. Dạ, có nghĩa là nó mệt quá hay sao bác? Không có mặn gì, ra tiền. Có nghĩa là nó nặng quá, mình không ginh được hay sao? Không. Đi tới luôn mệt. Ủa vậy rồi bác sinh sống bằng cách như thế nào? Nhờ cái trong làng, trong xóm, trong ấp á. Dạ. Có nhiều cái ta có cái tài trợ cái gì đó, xóm nó cho 10 ký gạo, mấy là thùng mì, 10 ký gạo thùng mì, nào có cá, nào thùng mì với 10 ký gạo, nào nghèo. Dạ. Cho mà bác, 10 ký gạo. Mà bác có gia đình không? Có gia đình. Con cái bác lớn hết chưa? Không có con. À, là bà xã mình bao nhiêu tuổi rồi bác Được? 71 tuổi. Ủa, lớn hơn bác tới mười mấy tuổi luôn hả? À, ngày xưa thì trường hợp nào bác gặp bà xã mình? À, tôi đi mà mướn, đồng thê rồi gặp bà. Vợ con vợ tôi nằm nhà thương lớn, bệnh á. Ủa, vậy là bác gái bị gì ạ? Bị phổi nữa. Dạ, nhưng mà ở bên đó? Ở đó. Bác thì ở bên đây. À. Mà bác gái thì chắc cũng đâu làm gì hả bác hả? Không, có đứa con. Dạ. Đứa con gái. À có nghĩa là con riêng của bác ấy. Ờ. Dạ. Đứa nhỏ lớn bán cá. Dạ. Thằng nói mặn thầu hồ. Dạ. Là con chung là không có. Không có. Dạ. Vậy là khoảng kể từ lúc mà bác bị phổi tới giờ là bác không làm gì được hết. Không. Có nghĩa là do sức khỏe mình yếu hay như thế nào bác? Mệt đi tới lui. Ờ. Bác đi đứng được bình thường như người ta đi không? Tới lui. Xa quá mệt. Ờ. Dạ đi xa cũng bị mệt nữa ha. Dọ cái buồng xà lõn con, dọ con nghỉ 2-3 lần. À, chọt cái quần xà lõn không mà có dò mình chặt á, mình dò á. À dạ. Thành ra là bác có bao giờ bác nghĩ bác sẽ làm công việc gì để bác sinh sống sau này không? Tại vì tôi có biết bằng giờ bị phổi giờ ai không muốn. Bác có thấy cái công việc mà mua bán vé số mà những cái người khó khăn người ta hay bán không? Cắt đi số cắt đi không nổi. Dạ, có nghĩa là bác đi không nổi. Bây giờ tay chân của bác như thế nào ạ? Không bình thường. Dạ. Đâu bác đưa hai tay sát sáp cho em con ơi. Bác nhập vô như nè. Bác nhập vô. Rồi bác bóp ngón tay lại em con xem. Bóp lại.
Dạ, cũng hơi yếu, bắt bóp sâu vô con. Rồi bắt ngửa lòng bàn tay ra, bắt ngửa lòng bàn tay. Dạ. Dạ. Đó mấy bác này phải xài cái máy zoom cái dung những cái thuốc giãn phế quản hỗ trợ cái đi vận động nhiều gắng sức là sẽ mệt. Ờ dạ, là cái máy này là tăng hô hấp mình hay sao? Dạ, bà xã cũng có 9-10 bữa bà cũng chết rồi. Dạ, hình như là cũng bệnh nặng lắm hả bác? Rồi thôi hôm nay thì con sẽ thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ ha. Sẽ hỗ trợ cho bác một phần quà nha. Rồi. Dạ. Từ bữa tới giờ thì có ai tặng bác phần quà gì không? Dạ không. Dạ. Thì hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ha. Rồi. Tại Mỹ tặng cho bác một phần quà. Rồi. Dạ. Thì của ít nhưng mà lòng nhiều. Dạ. Nhưng mà hy vọng là với cái phần quà này cũng giúp đỡ cho bác. Rồi. Ủa, nếu mà bác không có chi phí thì bác nhập viện đây rồi tiền đâu bác đóng bác? À, con gái của bà cho 800 ngàn nhập viện. Dạ. Rồi người chị ở thành phố đi làm mướn ở đợi người ta. Dạ. Gói cho 1 triệu. Dạ. Là chủ yếu là sống bằng tình thương của bên gia đình, bên bác gái cũng như là chị của bác nha. Thì hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ở Mỹ gửi tặng cho bác phần quà là 5 triệu. Dạ. Bác thấy số tiền này như thế nào ạ? Dạ. Giờ cũng bệnh, giờ mua thuốc uống thôi nó. Dạ, bác nhắn gửi gì với cô Huệ Vân không? Người đã hỗ trợ mình ngày hôm nay. Cảm ơn nhà tài trợ, Nhượng Quân cảm ơn. Dạ. Thôi cũng chúc bác phục hồi sức khỏe nha. Bác này soi ra là cũng khá là nặng nên cho phải gắn thêm cái máy nha. Bà xã cắt cũng nhận, cắt cũng có 50 bữa bà cũng chết rồi. Dạ. Thôi bác gắn gì nhìn sức khỏe nha, rồi cố gắng vượt qua nha. Dạ. Rồi thôi con chào bác. À, ha. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh bác này là chú này là chú Nguyễn Văn Rớt. Dạ, Nguyễn Văn Rớt. Dạ. Rồi con chào bác Rớt nha. Dạ. Dạ, bác Rớt năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 67 tuổi. Dạ, nhà bác có ai tên Mộng Tơi không? Ông Tươi, ông Tươi. À Tươi có. Ông Tươi. Ông Tươi có. Dạ, ông Tươi. Dạ. Con gái tôi. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 67. 67 tuổi rồi. Nhà mình đâu bác? Dạ xã Nguyễn Văn Thảnh. Nguyễn Văn Thảnh. Dạ. Huyện nào? Huyện Bình Tân. Huyện Bình Tân. Dạ, huyện Bình Tân Vĩnh Long ha. Dạ, bác bệnh hiện tại là bây giờ bác đang bệnh gì? Bây giờ bệnh ho ra máu. Ho ra máu. Dạ, năm 91 là bị lao phổi rồi hết rồi tới năm 2008 á bị tràn khí tắc nghẽn mãn tính á. Dạ. Tràn khí là mổ luôn. Bây giờ không kém khí mổ. Dạ. Rồi sau này chúng ta bắt đầu ho ra máu. Dạ. Là nằm bệnh viện này trên dưới là 20 lần á. 20 lần rồi. Dạ. Bác nhập viện gần nhất là từ khi nào? Thì gần nhất là đi về thì vô năm đấy tuần lễ. Dạ rồi. Tuần lễ cái lên nữa. Rồi. Rồi lên nằm tuần lễ lên nữa, bây giờ về rồi nằm mới 5 ngày lên nữa. Có nghĩa là bác ho ra máu. Dạ. Liên tục như vậy đó ha. Dạ. À, ngày trước thì khi mà bác còn khỏe bác làm công việc gì bác ha? Dạ thợ hồ. Thợ hồ. Dạ. Là bác là chuyên mà thợ xây hay là thợ trộn hồ? Dạ xây. Dạ. Dạ. Coi như là từ đó giờ làm công việc đó luôn. Dạ. Bác gái mình làm công việc gì bác? Ở nội trợ. Dạ. Trước làm rẫy. Dạ. Thường thường con thấy những người bị ho là thường buổi tối ho nhiều hơn ban ngày phải không? Dạ tối nhiều hơn. Ủa tại sao buổi tối lại ho nhiều hơn ban ngày vậy bác sĩ? Tối trời lạnh hơn. À giờ trời lạnh đó đúng không? Giờ là bây giờ bác ho còn ra máu không? Chắc còn. Dạ, vẫn còn luôn. Giờ và bây giờ thì mỗi lần bác nhập viện như thế thì bác tốn bao nhiêu tiền chi viện phí? Thì có bảo hiểm thì tốn gần vài trăm ngàn. Giờ là vài trăm ngàn một lần như thế ha. Dạ. Còn bác ở đây điều trị bao nhiêu ngày bác mới về? Dạ 7 ngày, có được 7 ngày, bữa nay kỳ này là 8 ngày rồi. Dạ, 8 ngày vẫn chưa được về. Dạ, bây giờ nó phát lại nó kính về được rồi, coi chừng rồi. Dạ. Rồi máu tắm rồi nó ra được. À, rồi bác ở đây thì bác ai lo cho bác? Dạ, không có. Bác ở con mình luôn hả? Dạ. À, nhờ người thân của người ta ha? Dạ, dạ lo. Rồi bác đi đứng bây giờ bình thường không? Dạ, đi đứng bình thường. Dạ. Đi xa được không? Dạ. Rồi từ bữa tới giờ thì có ai vô thăm bác không? Dạ. Thì hôm nay cũng chia sẻ với bác ha. Dạ. Con sẽ thay mặt nhà ở Tâm. Đó là cô Huệ Vân ở tại Mỹ ha. Dạ. Gửi tặng cho bác một phần quà. Dạ. Dạ. Thì cũng như cái phần quà của bác bên kia. Dạ. Gửi đến cho bác là số tiền là 5 triệu đồng. Dạ. Để cho bác đỡ về cái vấn đề chi phí. Dạ. Trong điều trị bệnh sắp tới. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay bác thấy cái phần quà này như thế nào đối với dạ. Bác? Cho thấy phần quà này cũng rất là to lớn với tôi. Dạ. Tôi cũng có đổi lời là cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Rồi cũng hy vọng bác sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe nha, để về gia đình nha. Dạ. Dạ. Lớn tuổi rồi 67 giờ cũng hơi khó ha. Không khó có thể đổi nghề được.
Rồi, thôi gắng phục hồi sức khỏe các bác. Rồi, con chào bác nha. Dạ rồi. Dạ tới đây. Dạ phòng 5. Phòng số 5. Dạ đâu ạ? À, cô này. Trời. Rồi con chào cô. Dạ. Dạ. Dạ cô này có bị có bình thường không chị? Bình thường ạ. Ở đâu ạ? À chị có thể ngồi kế cổ được không ạ? Cho hỏi một vài câu. Dạ, chị ngồi đây cũng được. Thôi chị ngồi đây. Dạ. Dạ. Rồi cô nói chuyện được không? Nói được nhưng mà thôi một hơi chị ngồi đây. Mẹ bị thoát khí địa điểm với lại bị phổi rồi bị gan á, viêm gan C á. À chị cho em gắn cái micro với nha. Và chị ngồi kế mẹ giùm em đi, sát bên đi. Rồi. Rồi chào chị. Dạ. Mẹ chị tên gì ạ? Dạ Đặng Như Mai anh. À cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ 58 tuổi. Dạ. 1958. Dạ. Cũng 65 tuổi rồi. Dạ. 65 tuổi. Là cô hiện tại thì bị bệnh gì chị? Dạ thứ nhất là thoát vị địa điểm. Thứ hai là bị viêm gan C rồi ở gần đây là bị viêm phổi. Viêm phổi. Dạ, dạ viêm phổi mà cứ điều trị hoài luôn Cần Thơ rồi về đây về nhà nằm cũng thở oxy rồi chuyển vô đây nằm á. Dạ. Cứ mệt tới mà lui hoài luôn à. Dạ. Dạ. Vậy là cô cũng thường xuyên là bị bệnh này hay là mới đây bị bệnh? Dạ mới phát lên, trước đó là bị thoát vị địa điểm và mẹ không có đi đứng gì được. Không đi được. Dạ. Bây giờ uống thuốc viết rồi nó qua phổi nó phổi nặng luôn á. Dạ là coi như dạ. Là bị di căn qua đó. Dạ di căn. À. Rồi bây giờ cô nằm thì được không? Nằm tự nằm nhưng mà phải đỡ đi vệ sinh gì em cũng phải đỡ ra ngoài hết á. À, dạ. Dạ. Vậy là chị là con thứ mấy của cô ạ? Dạ con thứ ba, dâu á, em là dâu. Có thằng Út nó ở chung với mẹ nhưng mà tối ngày nó nuôi không mà nó không có làm được gì hết trơn á. Nuôi dạ. Mẹ, lo nuôi mẹ không à. Dạ. Không có đi làm ra tiền á. Dạ. Em thấy vậy em lên nuôi đỡ nó em cũng ở xa. Dạ. Dạ. Vậy là quê cô ở đâu ạ? Dạ ở bên Mang Thích nè. À, huyện Mang Thích mà ở dạ. Ấp nào ạ? Khóm 3. Khóm 3? Dạ. Dạ, thị trấn Mang Thích. Dạ. Dạ. Vậy là cô cũng mới bị qua cái bệnh phổi này thôi. Dạ, mấy tháng nay anh tại vì uống thuốc gan đồ rồi nó di căn qua viêm dạ. Gan C nặng á. Rồi dạ. Uống thuốc bây giờ di căn bây giờ chị gan không nổi tại vì uống thuốc cứ viêm phổi hoài không dám chị gan bây giờ chịu đựng luôn. Dạ. Chịu đựng cái bệnh gan luôn. Dạ chị dạ. Phổi à. Dạ rồi. Rồi thôi thì do cô nói chuyện không được nhiều thì hôm nay con cũng không có hỏi thêm nhiều nữa ha. Nãy giờ nói mẹ hồi hộp cái mệt lên, không có dám nói chuyện á. Dạ. Mệt lên là thở oxy à. À dạ. Thì chia sẻ với cô ha. Hôm nay con thay mặt cô Huệ Vân ở bên Mỹ có một phần quà gửi tặng cho cô để cho cô giảm được cái phần chi phí trong cái quá trình mà điều trị bệnh của mình. Dạ thì tấm lòng của cô ấy cũng làm ở xa quê hương. Dạ nhưng mà cũng mong muốn san sẻ đến với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Dạ trong cuộc sống thì cô ấy có nhờ con gửi đến cho cô là cái phần quà là 5 triệu đồng. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm. Dạ đây là con thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ gửi đến cô nghe. Cô cầm tiền được không? Dạ được. Dạ. Dạ. Bữa nay thì chị thấy mẹ của mình nhận được cái phần quà này thì chị cảm giác như thế nào? Dạ, thấy mẹ đỡ đi một phần lo trong cuộc sống này cũng khó khăn lắm. Dạ. Tối ngày lo chị bệnh không, không có làm được gì ra tiền hết trơn. Dạ. Em ở đây cũng cảm ơn cái gì ở bên Mỹ và dạ. Cảm ơn mấy anh, mấy chị ở đây. Dạ. Đã giúp mẹ em được như vậy em cảm ơn. Dạ, thì cũng hy vọng với tấm lòng của chị Vân ở Mỹ dạ. Ha. Dạ. Giúp cho chị có thêm kinh phí để dạ. Lo cho mẹ của mình. Dạ. Trong khoảng thời gian sắp tới ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Vân. Dạ. Vân là cảm ơn cô Vân nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô. Rồi cô nhanh chóng phục hồi sức khỏe dạ. Nha. Để về bên gia đình nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Chào chị nha. Dạ. Dạ. Rồi cái phần quà của nhà hảo tâm là 59 triệu thì nó cũng hơi thiếu đó cô chú anh chị. Đây em gửi vào luôn ha. À, chắc em xin anh
đồng tăng đi. 4 5 6 8 9 10 đó. Dạ, Hảo Tâm thì em còn nhiều, nhưng mà do là mỗi cái phần quà nhà Hảo Tâm nó khác nhau. Dạ, em xin anh Đồng nha. Anh Đồng chút xíu ngồi em ra em lấy tiền anh đắp vô nha. Chứ giờ có 59 triệu mà nó cũng hơi thiếu. Dạ, xin anh Đồng 1 triệu thì chút xíu nữa em sẽ trừ ra để xem số tiền anh còn bao nhiêu nha. Dạ rồi, nào, hoàn cảnh này là hoàn cảnh bây giờ mình như thế nào quý chú? Võ Văn Đen nha. Võ Văn Đen. Dạ. Dạ. À, chào chú. Chú này là thở gì vậy bác sĩ? Thở oxy. Dạ. Em dạ. Sao chú này nói chuyện được ta? Dạ. Dạ được hả chị? Dạ được. Dạ. Dạ rồi. Rồi chào chú Đen. Dạ. Dạ, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 53 tuổi. Dạ, nhà mình đâu chú Đen? Ở Tiền Giang á. Dạ. À, chú bị bệnh phổi bao lâu rồi? Bị phổi này mười mấy năm rồi. Dạ. Tại sao chú không điều trị bên đó mà chú lại qua Vĩnh Long này? Bên đó nó còn xuống dưới 60-70 cây số, nó xa đi không được, chết dưới đường. À, còn xa hơn Vĩnh Long nữa hả? Dưới đây có 2 mấy cây à. À, là chú ở bên ấp, ấp nào? Ấp 3. À, thị trấn Cái Bè hả? Hay là An Hữu? À, An Hữu ha. À, dạ là qua cầu Mỹ Thuận tới. Dạ. Dạ. Chú Đen bị phổi mười mấy năm rồi hả? Dạ. Ngày trước thì chú Đen làm công việc gì? Phụ hồ. Dạ. Là chú làm từ đó đến giờ là chỉ có làm hồ thôi. Cô lý chú, à, chú Đen có gia đình không? Chưa có gia đình. Là chú không muốn lập gia đình hay như thế nào? Bệnh là không có gia đình. À, có ngày xưa mình thấy bệnh thôi không lập gia đình luôn. Bị lao cái qua cái này luôn, bệnh này nữa. À, vậy là trong mười mấy năm nay là nó di chuyển từ bệnh này tới bệnh khác. Đi mổ 2 lần nữa. À, chú bị mổ gì? Mổ ruột. Ờ, giờ cái ruột mổ như thế hả? Mổ tốt dữ luôn. Dạ. Nhưng mà mổ này là mổ cái gì vậy chú? Sốt thương hàn đường ruột. Sốt thương hàn đường ruột. Giờ nghe cái bệnh thấy cũng lạ ha. Bây giờ chú thở khó khăn lắm hả chú Đen? Nặng, thở nặng lắm. Dạ. Là chú phải ghim cái máy như thế này. Thở oxy gì đó. À, là cái này là tạo oxy hay gì bác sĩ? Máy oxy. Dạ. À, là phải ghim suốt vậy luôn ha. Rồi tối chú ngủ thì chú như thế nào? Nằm nghiêng bên cái mặt, nằm ngửa không được. À, là vẫn nằm được nhưng mà phải cái đầu nó cao, cái gối nó cao lên. Nằm nghiêng qua vậy. Giờ là phải ghim cái máy này suốt. Suốt vậy, thở suốt. Thường thường là chú nhập viện bao nhiêu ngày chú mới về? Nhập có khi nửa tháng, 20 ngày, có khi về nhà 3 ngày cũng qua không có nữa. Có nghĩa là khi nào chú cảm thấy không thở được là chú nhập viện? Dạ. Giờ, mà khi mà ít quen bây giờ thì cái phổi của chú như thế nào bác sĩ? À, tắc nghẽn. À, là nặng mà máu của bệnh viện luôn ha. Mười mấy năm nay rồi. Vô đây không? Dạ. Rồi 7-8 bữa là vô à? Dạ, nhưng mà thường thường mà khi mà chú vô như thế này thì cái chi phí mà chú đóng thì khoảng bao nhiêu tiền? Bà chị bà mặn bệnh rồi cái tới ngày xuất viện á, điện bà qua cái bà kiếm tiền qua bà đóng. À, một lần như vậy thì tốn bao nhiêu chú Đen? 2 triệu mấy, 3 triệu. Dạ. Chú không có bảo hiểm hả? Có. Dạ. Vô nằm lâu á. À dạ. Với bệnh mình nó cũng khá nặng ha. Bệnh dạ. Nặng vô thuốc nhiều lắm. Nhưng mà được cái chị chú cũng thương chú ha. Dạ, dạ. Sống với người chị. Dạ, mặc dù là tốn nhiều nhưng mà chị cũng vui vẻ để lo cho chú đúng không? Dạ. Dạ. Rồi chú có bao giờ chú nghĩ là sau này mà nếu mà chú khỏe thì chú làm công việc gì khác không? Cũng thấy không có khỏe nổi rồi. Dạ, mình cảm nhận sức khỏe của mình. Không nổi. Không khỏe nổi, cứ cầm cự được. Bằng đêm nó làm như cái máy trà trống mà. Ồ, dạ, có nghĩa là sao? Nó cũng như gà. Gù ụ trong đó. Nó rù. À, dạ. Dạ. Rồi thôi con hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ luôn với chú Đen nha. Dạ. Con thay mặt cô Huệ Vân ở tại Mỹ gửi đến cho chú là 4.025.000. Dạ. Và anh Đồng Tăng và dạ, cũng ở Mỹ dạ, hỗ trợ cho chú thêm 1 triệu. Dạ. Là 5.025.000. Chú là nay hoàn cảnh đặc biệt nhận thêm được 25.000. Dạ. Dạ, so với 11 hoàn cảnh mà nãy giờ. Dạ. Dạ. Thì bữa nay chú nhận được cái phần quà này thì chú cảm giác như thế nào ạ? Mừng lắm. Dạ, từ đó giờ có ai tặng cho chú như chưa, thế này chưa? Chưa. Vậy thì chú nhắn gửi gì với cô Vân và anh Đồng hay không ạ? À? Dạ, dạ cảm ơn cô Vân với cô Đồng. Dạ, anh Đồng. Cô Vân với anh Đồng ở tại Mỹ. Tại Mỹ. Là người đã hỗ trợ cho chú cái phần quà ngày hôm nay. Dạ. Hy vọng thì với số tiền này cũng đỡ được cho sức khỏe của chú. Dạ. Dạ, với lại cái tinh thần của chú trong khoảng một vài lần điều trị sắp tới. Dạ. Dạ. Rồi cũng hy vọng chú có phép màu phục hồi sức khỏe. Chú ha. Chú
không có. Dạ, có nghĩa là chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được về cái sức khỏe của không. Mình ra sao như thế nào. Đi ra làm cầu đi con nói mà mệt. Trời ơi, dạ, khổ dữ vậy. Đi ra mệt liền. Dạ, vậy được vui khi nào thì vui khi đó đi chú Đen ha. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi, thôi con xin phép chào chú nha. Dạ. Dạ. Đó, có những bệnh nhân rất là thật thà như thế luôn á. Dạ. Là coi như là xong 12 hoàn cảnh rồi. Dạ. Thì coi như là khúc cuối video thì cũng không quên là chân thành là cảm ơn các chị bác sĩ ở đây. Dạ, đã tạo điều kiện cho em thực hiện cái video thiện nguyện trong ngày hôm nay. Dạ, và cũng không quên cảm ơn chị Loan đã kết nối với em với bệnh viện của mình. Dạ, thì theo như bác sĩ thì những cái hoàn cảnh mà cần hỗ trợ tại đây thì còn nhiều hay không ạ? Những cái hoàn cảnh mà bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là bệnh lao thì đa số là nghèo. Dạ. Tại vì cái chi phí mà để họ phải nhập viện tới lui là nó nhiều. Dạ. Rồi đồng thời là không còn sức để lao động. Dạ. Cái đó là đa số gặp cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ. Và một số trường hợp là chúng ta hay gặp là người không có đủ điều kiện để mua bảo hiểm nữa. Yeah. Do đó là cái gánh nặng về chi phí viện phí cũng rất là nhiều. Yeah. Trong năm 2022 thì bệnh viện đã phải chi giống như là hỗ trợ cho những người bệnh nhân vào nằm viện xong rồi không có tiền đóng cho bệnh viện. Yeah. Là gần 100 triệu. Wow. Rồi trong 6 tháng đầu năm 2023 thì nó cũng đã gần 20 triệu rồi. Yeah. Và có những trường hợp là ở ngoài thì cộng đồng người ta thấy ở những người ở gầm cầu hay vân vân người mệt đó, người ta chở vào bệnh viện thì về dây rò y đức thì bệnh viện phải tiếp nhận và điều trị. Yeah. Chi phí đó thì nó trừ vào những cái phần thu của bệnh viện và thu vào cái nguồn thu của nhân viên ở đây. Yeah. Thì cũng rất là mong các anh chị nhà tài trợ thì nếu có điều kiện thì cũng thường xuyên hỗ trợ giùm bệnh viện Phổi Vĩnh Long. Yeah. Hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Yeah. Đồng thời là cũng có thể là chúng ta hỗ trợ cho bệnh viện một cái khoản chi phí để bù đắp những cái trường hợp là bệnh nhân nghèo vô gia cư không có cái tiền mà đóng viện phí nằm viện. Dạ. Thì bệnh viện chúng ta cũng sẵn sàng đã giang tay đón tiếp những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, cảm ơn chị. Thì hôm nay thì nhờ bác sĩ chia sẻ thì mới biết thì ra là bác sĩ cũng bên đây và các bác sĩ cũng như là các bạn làm trong đây cũng hỗ trợ cái phần nào đối với những hoàn cảnh khó khăn mà không có nhà ở, không có người thân mà nhập viện bên vô bệnh. Thì ra là mình lấy cái số tiền đó mình đắp qua cho các bệnh nhân để điều trị. Dạ, chủ yếu là cứu mọi người là trước tiên đúng không ạ? Đúng ạ. Dạ, còn mọi thứ khác thì tính sau. Thì trong 6 tháng thì bệnh viện cũng đã lỗ hơn 20 triệu rồi cô chú anh chị. Dạ. Dạ cái gì ạ? Thì chính sách là dân cư. Dạ. Mà không có tiền đóng phí đó, phải tiền của nhân viên đây phải chi. À dạ. À là cái danh sách này luôn ha. Dạ, đây cô chú anh chị có thể xem ha. Đây là những cái hoàn cảnh mà không có người thân, gia đình mà bên bệnh viện trong 6 tháng vừa qua đã hỗ trợ để điều trị bệnh cho các bệnh nhân này. Dạ. Yeah. Thì phải nói là cái vấn đề là mặc dù thường xuyên nằm bệnh viện mà không có tiền chi trả đi vô gia cư. Dạ. Dạ. Là bệnh viện là các bác sĩ thì phải chích cái tiền lương để mà trả bù vô khoản này cho bệnh viện. Cho nên là cái này là nỗi khổ của các bác sĩ. À vậy là chích tiền lương của mình luôn à? Ồ dạ. Quá bí luôn. Ở đây thì có phong trào là nhiều khi là mấy em điều dưỡng có phong trào là quyên góp hùng tiền để mua sữa cho bệnh nhân uống. Dạ. Yeah. Những bệnh nhân nằm hồi sức không có tiền thì phải bù đắp cho bệnh nhân chứ không lẽ để bệnh nhân là không có gì ăn. Dạ. Yeah. Đó là cũng có những cái hoàn cảnh bệnh nhân rất là đáng thương. Dạ, yeah, thấy thương quá. Dạ, yeah, thì hôm nay thì cô chú anh chị chắc có lẽ cũng đã hiểu thêm được về bệnh viện phổi ở tại Vĩnh Long là gặp rất là nhiều về những cái sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Tại vì cái bệnh này có vẻ như điều trị một lần thì chắc cũng khó mà hết thôi. Đúng rồi, bệnh nhân sẽ nằm bệnh viện tái đi tái lại. Dạ. Có ai mà điều trị mấy chục năm mà không hết không bác sĩ? Nếu rơi vào thì thứ nhất là bệnh lao kháng thuốc. Dạ. Thứ hai là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì dạ, bệnh nhân sẽ nhập viện thường xuyên. Dạ. Chỉ trừ những trường hợp là bệnh phổi mà cấp tính á, ví dụ như viêm phổi, viêm phế quản thì điều trị một đợt sẽ khỏi. À, dạ. Còn những cái bệnh gọi là mãn tính nặng thì bệnh nhân sẽ nhà bệnh viện cũng như là nhà của bệnh nhân. Trời, dạ. Coi như là ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Huệ Vân và cảm ơn anh Đồng Tăng đã hỗ trợ cho những bệnh nhân trong ngày hôm nay. Cái số tiền cũng rất là lớn và quý. Và không quên cảm ơn các bác sĩ ở đây như là các chị điều dưỡng nhé, cũng như y tá đã giúp cho em hoàn thành cái thiện nguyện với cái tâm nguyện của chị Huệ Vân là mong muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.
mà chị ấy liên hệ với em rất là lâu rồi, nhưng mà em không có dịp em làm được. Tại vì không phải là ai cũng có thể là dắt mình đi như thế này. Thì cũng không quên cảm ơn chị Loan nha. Và đã kết nối em đến với bệnh viện phổi. Thì cũng sẽ hy vọng các nhà hảo tâm sau khi xem video, nếu mà có đồng cảm với cái hoàn cảnh nào hoặc muốn chung tay hỗ trợ phụ cho bệnh viện, thì có thể là mình thì chắc em đem thì nó hợp lý hơn ha. Dạ, thì sẽ gặp cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chân thành cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm và các cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và nhất là chúc các y tá, bác sĩ ở đây cũng như là các điều dưỡng sẽ có thêm nhiều sức khỏe để hỗ trợ cho những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống. Dạ. À, thay mặt bệnh viện thì cũng chân thành cảm ơn các cái đơn vị tài trợ và nhất là cô Huệ Vân và anh Đồng. Dạ. Thì hy vọng là sẽ có được những cái sự quan tâm tiếp để chúng ta cùng có thể giúp đỡ những cái hoàn cảnh có những mảnh đời khó khăn và những cái mảnh đời mà khốn khó vì bệnh tật. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Dạ, chào bác sĩ và chào các y tá nha. Dạ.